trong đêm nay. Bước thấp bước cao ngã nghiêng trên đời này, lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên gió cảm ơn đến đạo diễn Ngọc Duyên, diễn viên xiếc Hiển Phước, biên đạo Yến Nhung và vũ đoàn Việt Hải. Đặc biệt đó chính là thí sinh của chúng ta Lâm Quốc Khải, thưa quý vị. Chưa bao giờ thấy Lâm Quốc Khải tuyệt vời như ngay lúc này em à. Bây giờ là lúc mà mình sẽ lắng nghe những nhận xét từ phía các vị giám khảo. Có lẽ tôi phải mời ngay một trong những gương mặt mà quý vị rất yêu mến lần đầu tiên ngồi ghế nóng của solo cùng Bolero. Xin mời giám khảo không tuổi Đan Trường. Trước khi đến đây thì Đan Trường cũng đã nghe các version của các ca sĩ khác. Và Đan Trường đang tưởng tượng là không biết là Quốc Khải sẽ hát bài hát này như thế nào. Nhưng mà phải nói rất là bất ngờ với cái phần dàn dựng này. Hoành tráng quá.
hành tráng quá. Và một cái tiết mục mà giống như là đang xem một cái live show, một cái nhạc kịch Broadway của nước ngoài, phải nói là rất là ấn tượng. Và Đan Trường cũng thích luôn cái bản hòa âm phối khí này, vừa hiện đại vừa cổ, mang một sắc gì đó lung linh huyền bí. Nhưng mà những thứ đó không làm giọng của Khải bị lu mờ nha. Khải vẫn giữ vững phong độ, vẫn sáng và không làm mất chất đi của tinh thần Bolero. Phải nói rất là hay. Chúc mừng Khải. Vâng, thưa quý vị, xin được cảm ơn giám khảo Đan Trường rất là nhiều với những lời khen và những nhận xét dành cho Lâm Quốc Khải. Bây giờ thì Phương Nguyên xin được mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ có những nhận xét của mình ạ. Đầu tiên xin chúc mừng top 4. Thường thì anh được nghe mọi người nhận xét là anh ngồi ghế nóng là khó tính trong cái mùa thứ 5. Bởi vậy hôm nay đêm chung kết anh sẽ là người dễ tính, dành thời gian ít ỏi để động viên và có một vài lời khuyên cho các bạn thôi. Với Lâm Quốc Khải thì anh thấy em tiến bộ từng ngày. Phải nói cái ngày đầu tiên em lên sân khấu em không có dạn dĩ được như vậy đâu. Mỗi ngày em đều cố gắng và hôm nay anh thấy diễn tròn vai, nhập vô cái vai, không còn mà sợ sệt nữa. Cái điều đó là điều khen đầu tiên Quốc Khải. Thứ hai là Lâm Quốc Khải có cái sự say nghề, anh dùng cái từ đó, và nhiệt tâm. Hai cái từ đó là khen cho em. Và em lại đa tài nữa. Nếu mà có một cái lời khuyên gì cho Lâm Quốc Khải thì nếu mà trong cái ngày hôm nay thì vẫn phải cho mình cái cột hơi, những cái sân chơi mà có sự căng thẳng như vậy thì cái cột hơi em vẫn phải đầy hơn một chút, cái điều đó. Nhưng anh xin chúc cho em là dù ở vai trò nào á, em cũng sẽ làm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, và đặc biệt là phải giữ cái bản sắc của mình để không lẫn lộn vào với ai. Chúc mừng Quốc Khải hôm nay. Và như nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh đã từng nói là bây giờ là không còn lộ lộ nữa mà là ra đại lộ rồi, phải không? Bây giờ để xem đại lộ ngày hôm nay với phần chinh phục vừa rồi sẽ nhận được những chia sẻ gì từ phía vị giám khảo nữ xinh đẹp của chúng ta. Một trọng tay giám khảo Phi Nhung, xin mời chị cất lời ạ. Trước tiên Phi Nhung xin kính chào tất cả quý khán thính giả có mặt trong phòng ở đây. Và chào hai vị MC rất là duyên dáng. Chào Lâm Quốc Khải. Thì Nhung theo cái sự suy nghĩ của Nhung thì Nhung thấy cái dàn dựng rất là đẹp, rất là độc đáo. Và Nhung nghĩ là tại vì cái dàn dựng nó quá đẹp đi nên Lâm Quốc Khải đã bỏ hết mình ra để mà tráng tập luyện cho cái tròn cái vai của mình. Thì hôm nay cái hơi em bị hụt một tí. Đó là do em tập trung để mà diễn nhiều quá nên hơi em cái hơi xuống thấp, em không có đủ hơi. Mai mốt cố gắng thêm. Vâng ạ, xin được cảm ơn giám khảo Phi Nhung. Và chắc chắn là những cái lời góp ý này sẽ giúp cho Lâm Quốc Khải có thể hoàn thiện mình hơn nhiều hơn nữa trong tương lai. Và bây giờ thì chắc chắn là giám khảo Mạnh Quỳnh sẽ có rất là nhiều những chia sẻ gửi đến cho thí sinh của chúng ta. Xin được mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Trước hết Mạnh Quỳnh xin chào quý vị khán thính giả trong căn phòng tối hôm nay. Kính chào quý vị khán thính giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long đang xem tin trực tiếp ngay tối đêm nay. Chào hai vị MC và chào Lâm Quốc Khải. Nhìn chung đêm nay thì Mạnh Quỳnh có đồng ý Phi Nhung là phần trình dàn dựng rất là lộng lẫy và rất là hoành tráng. Thì đôi khi cái phần trình diễn của em move nhiều quá, chẳng hạn mình em di chuyển và diễn xuất rất là nhiều, cho nên những cái phần nhạc em bị hơi trong chanh chút xíu. Nhưng mà đối với anh thì cái giọng hát em đúng là một chất giọng của dòng nhạc Bolero mà đại truyền thông Khang đang đi tìm. Xin chúc mừng em, cố gắng lên. Xin cảm ơn các vị giám khảo rất nhiều. Và một lần nữa chúc mừng Lâm Quốc Khải, em đã vừa trải qua phần thi đơn được chấm điểm duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay để tìm ra ngôi vị quán quân. Và hy vọng rằng là mình sẽ có một số điểm thật tốt để có thể chạm tay đến ước mơ của mình nha. Một tràng vỗ tay nữa cho Lâm Quốc Khải thưa quý vị. Lắm rồi em về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa.
cầu vừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi. Môi son má đào, chân bước cao gót làm sao qua cầu vừa. Em ở phố thì quen rồi, xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sao? Em cùng anh quân quýt bên nhau. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, treo leo cùng tươi. Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi. Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi, bỏ anh bơ vơ dưới cây cầu dừa. Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa. Em bước theo chồng khoe áo hồng bầu kẻ đón đưa. Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa. Nhớ ràng bông bí nhớ con ông bầu sớm chưa. Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê. Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm. Cầu dừa vẫn là lối đi chung. Em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sao? Em cùng anh quân quýt bên nhau. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, treo leo cùng cười. Thuở tiêu thời vui lắm ai ơi. Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi, bỏ anh bơ vơ dưới cây cầu dừa. Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa. Em bước theo chồng khoe áo hồng bầu kẻ đón đưa. Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa. Nhớ ràng bóng bí nhớ con ông bầu sớm chưa. Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn. Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm. Cầu dừa vẫn là lối đi chung. Em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Cầu dừa vẫn là lối đi chung. Em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Như giám khảo cũng thấy với hai thí sinh, một người đến từ miền Bắc, một người đến từ miền Trung, nhưng thử thách đặt ra lại là một bài hát về miền Nam. Nhưng mà để ghi điểm thêm, tôi khuyên các bạn rằng nha, trong phần nhận xét mà giám khảo có tương tác với mình trả lời bằng giọng miền Tây luôn được không? Cố gắng nha, để xem thử thách của mình nghiên cứu về từ ngữ và văn phong âm điệu miền Tây như thế nào. Bây giờ là lúc mà tôi rất muốn nghe sự chia sẻ từ phía ban giám khảo. Xin mời ca sĩ Đông Đào. Chúc mừng cho Dương Huệ với lại Quang Đệ. Khi cô ngồi dưới này, cô xem cái bài hát này và cô nhìn một bạn là miền Bắc, một bạn là miền Trung, mà cho ban tổ chức là cho hát miền Nam là cô thấy là khó rồi đó. Thấy có sự cố gắng của hai em rất là nhiều, nhưng mà dĩ nhiên là chưa có đạt được cái mong muốn của cái người miền Tây Nam Bộ rặt như cô. Tại vì cô là người miền Tây cho nên là cô rất là khắt khe những bài hát về miền Tây. Và đặc biệt là những bài hát gần như là nó ăn sâu vào cái tim máu. Bài hát Cây Cầu Dừa là bài hát mình đi về miền Tây gần như là 10 người thì 9 người đã biết hát bài này.
Riêng về Quang Đệ thì Quang Đệ cũng đã có cố gắng, tuy nhiên có vài từ nó bị ngọng, nhưng mà lỗi không nặng lắm, cho nên là cô nghĩ rằng cái đó bỏ qua được. Tuy nhiên cái sự tương tác của em nó bù lại cái lỗi chính tả. Cô đánh giá cao về cái giọng của em nữa. Cái giọng của em thì có thể là em sẽ hát được nhiều sở trường đó. Còn riêng bạn Dương Huệ, cô ghi ở đây nè, phát âm thì còn hơi ngọng. Bây giờ em về đúng không? Em hát là bây giờ thì sai nha. Cái câu dừa cũng vậy, đọc là dừa, em đọc là dừa, giống như vừa ha. Rồi diễn thì lại là ít tương tác hơn bạn nam. Có lẽ là mình cũng hơi lo gì mình đi guốc cao hay sao, nhưng cô nghĩ mình phụ nữ mà đi guốc cao quen rồi mình có thể đỏng đảnh. Bài hát này là một cô gái thành thị đi về quê nha, đi về quê mà đi gặp cái cầu dừa là chân guốc cao gót đâu có đi qua được, thì mình phải đỏng đảnh như thế nào đó, nhõng nhẽo hay là một cái diễn xuất gì đó mà để cho người ta thấy rằng là mình, cho người ta thấy cái nét duyên của cái người con gái. Cô Đào ơi, đối với Phương Hiếu là một người đàn ông thì Hiếu nghĩ là Hiếu nhìn Dương Huệ cũng thấy đủ yếu điệu, đủ đỏng đảnh, đủ duyên dáng, mặc cái đầm mà nào dám qua cầu dừa là kinh khủng lắm đó. Chưa có ai mà dám mặc cái đầm qua cầu dừa như vậy đâu. Nhưng mà cô ơi, Hiếu cả gan có thể mong muốn nghe cô Đào nói một câu miền Bắc bằng giọng miền Bắc để cho hai thí sinh mình nghe được không ạ? Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Được chưa ạ? Vâng, xin mời Dương Huệ nhận xét phần kỳ thi vừa rồi. Dạ, thực ra thì con cũng không dám đánh giá. Vì ở miền Bắc thì nó cũng nhiều khu vực, mỗi một khu vực lại có một giọng khác nhau. Nếu mà để con là người miền Bắc, khi mà nghe cô hát thì theo cảm nhận của con thì con thấy cũng chưa được giống lắm. Đấy, thưa quý vị, đấy chính là cái mà tôi muốn nhờ giám khảo Đông Đào hát lên một câu miền Bắc. Quan trọng ở đây là gì? Khi mà một bạn từ miền Bắc, một bạn từ miền Trung mà dám thử thách mình bằng một ca khúc miền Nam, các bạn đã vượt qua đầu tiên, đó chính là nỗi sợ rào cản về phát âm. Đúng vậy, hồi nãy là Đông Đào đang nói là những cái lỗi nhỏ thôi, bây giờ để khen nè. Cái thứ nhất là cái sự duyên dáng của em. Cái sự duyên dáng của em khi bước lên sân khấu là đã bắt mắt giám khảo. Cái thứ hai nữa, cái giọng của em cũng không phải là trẻ lắm, nhưng khi cất giọng hát lên mình cứ tưởng là cô bé là chừng 18, 19 tuổi thôi. Giọng rất là trẻ. Rõ ràng đó là một cái ưu điểm của mình, và cô hy vọng rằng em giữ mãi cái lửa này nha. Chúc mừng em. Con xin cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Đông Đào, và có lẽ bây giờ chúng ta cùng nghe một phần nhận xét khác. Anh Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh chào Quang Đệ và Dương Huệ. Thật ra thì cái phần trình diễn của tụi em như vậy đối với Mạnh Quỳnh thì tương đối ổn rồi đó. Mình cần diễn xuất thêm chút xíu nữa thôi. Chứ còn giọng em là người miền Trung, còn Huệ là người miền Bắc, mà khi phát âm giọng miền Nam thì không thể nào mà chuẩn được. Hoặc là đối với Mạnh Quỳnh thì Mạnh Quỳnh có thể tha thứ được. Đó là cái cách nhận xét của Mạnh Quỳnh. Giọng hát thì em vẫn ngọt ngào, vẫn là trẻ trung như thường. Đối với Quang Đệ thì em cần ca rõ chữ một chút xíu nữa. Em bị giống như nói chữ, mỗi một cái câu nào em cũng bị giống nhau đó. Em cần ca rõ lên cho anh, tự mình là con trai, mình ca rõ lên chút xíu. Đối với Quỳnh thì phát âm là tương đối ok rồi. Chỉ cần diễn với nhau chút xíu, có một cái gì đó mình giao lưu với nhau, hai người với nhau để tâm với một lời tâm sự với nhau. Mình đi trên đường về thăm quê của mình, nên có một cái gì đó nó vui chút xíu ha. Có lẽ là vì em lo tập trung em hát giọng quá cho nên em không có để ý tới cái cách diễn. Ráng khắc phục nha. Chúc mừng em. Dạ. Chúc mừng hai đứa. Dạ anh Mạnh Quỳnh ơi, Hiếu hỏi thêm cái này nè. Với một người ca sĩ chuyên nghiệp, khi mà chúng ta đi hát ở những vùng miền khác nhau, ví dụ trên lãnh thổ Việt Nam của chúng ta đi, chúng ta có nên tập hát theo cái giọng của địa phương đó để làm vui lòng khán giả hay không, thưa anh? Thật ra với Quỳnh thì Quỳnh không dám làm điều đó. Giọng hát của mình thì sao, mình cứ thế mà đi, mình không dùng cái sở đoản của mình, thực ra không nên. Đó là cái nhận xét Mạnh Quỳnh. Từ Mạnh Quỳnh đi hát hai mươi mấy năm rồi, đó là cái hướng đi của Mạnh Quỳnh. Dạ, cảm ơn anh. Và đó chính là lý do vì sao mà một người Bắc, một người Trung lại tham gia thử thách vào một ca khúc miền Tây. Và đó chỉ gọi là thử thách mà thôi, chứ nó không hề là một phần thi xuyên suốt của solo của Bolero mùa giải thứ năm là vậy. Và cũng hoàn toàn không phải là định hướng của ban tổ chức. Nhưng ở đây muốn cho các bạn phải vượt lên khả năng của chính mình để làm tròn nhất cái khả năng của một ca sĩ phải hát được nhiều thể loại. Tiếp theo chúng ta cùng đến phần nhận xét của giám khảo Mỹ Huyền. Hồi nãy giờ tất cả mọi người đều nói về nhận xét về cái phát âm, nhưng đối với chị không để ý cái vấn đề đó. Tại vì như chị Đông Đào nói, Mạnh Quỳnh nói, mình có thể sửa được, mình có thể tập được. Nhưng mà chị quan trọng là quan trọng cái chất giọng của tụi em.
coi như là Quang Đệ cũng là ca sĩ tự do và Dương Huệ chị được biết em cũng là ca sĩ tự do. Biết đây là một cuộc thi nên tụi em sẽ khớp. Giờ cho chị đứng trên đó chị cũng khớp vậy. Tụi mình phải chuyên nghiệp, phải làm sao cho người ta thấy mình là một thí sinh chuyên nghiệp. Đối với Quang Đệ thì chị thấy là em hát còn hơi điệu. Mình đang diễn tả một cái cây cầu dừa thật là đơn sơ, thật là mộc mạc của cái miền Nam của chúng ta. Nên mình cứ sảng khoái mà hát, không có cần điệu. Chỉ vô cái câu mà em đi lấy chồng bao kẻ đón đưa này nọ thì em sẽ nấc lên. Để nó chỉ cần nghẹn cái chỗ đó thôi. Còn tất cả chỗ khác em phải hát cho nó sáng lên. Đó là cái nhận xét của chị về Quang Đệ, thì em hãy khắc phục cái vấn đề đó. Còn đối với Dương Huệ thì chị biết em là người Bắc mà em hát giọng Nam như vậy là chị cũng quá phục rồi. Và trở lại với cái chất giọng và cái chuyên nghiệp của em thì chị cũng thấy em cũng bị điệu. Em cũng phải thêm cái diễn tả đỏng đảnh trên sân khấu khi mà em đi về cây cầu dừa bây giờ em mang guốc cao làm sao em đi được. Thì cái đó em cũng nên tập thêm cho những cái tiết mục sau nếu mà em cần cái diễn xuất. Còn về cái giọng ca của em thì chắc có thể là vì em hát giọng Nam em phải gò quá. Nên đâm ra em nén cái giọng, em không có thoát ra được. Phải sáng sủa cái bài hát lên, không có cần phải điệu lắm, không cần phải đè nén lắm. Cuộc thi hôm nay cho các em một cái thử thách, chị thấy rất là nghiệt ngã. Chính vì nghiệt ngã như vậy nhưng em nghĩ là ban giám khảo cũng nên thông cảm cho hai thí sinh đã quá can đảm để nhận thử thách này. Đúng vậy, với chị hát giọng Nam nó phải là mộc mạc, đơn sơ, sáng lạng của cái người miền Nam. Đã lâu lắm rồi em về qua cây cầu dừa. Vậy đó. Đã lâu lắm rồi em về. Đó thì cái ý kiến của chị thôi. Dương Huệ, em hát lại y câu đó và em điệu hơn đúng của người Việt Nam cho chị coi. Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Đó, em hát như vậy hay hơn hồi nãy. Góp ý đúng phải không? Dạ, chị góp ý đúng. Hồi nãy là rung. Và rõ ràng cái rung này em nghĩ là chắc là các bạn chưa yêu nhau đúng trên sân khấu. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng đến với một gương mặt còn lại. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Hôm nay chúng ta nghe bài Cây Cầu Dừa của nhạc sĩ Hàn Châu á. Thực sự là nhạc sĩ Hàn Châu là người miền Trung. Nhưng mà khi ông sáng tác cái bài Cây Cầu Dừa này á thì mọi người đều nghĩ ông là người miền Nam. Tại cái bài hát nó có cảm giác như ông sống đây từ lâu rồi đó. Và chính nhạc sĩ đã nói rằng á, tôi chưa từng bước trên cây cầu dừa nữa. Nói như thế á, là để thấy được cái người nghệ sĩ á, có một cái sự tưởng tượng phong phú. Họ có một cái cảm xúc đặc biệt. Mà có một cái câu nổi tiếng nhất đó là em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Nhạc sĩ muốn nhắn nhủ ở đó. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Quay trở lại và hai bạn hôm nay á, anh chấm cái tinh thần thôi. Các bạn nắm được cái tinh thần là quan trọng. Thì anh đồng ý với chỗ chị Mỹ Huyền là hai bạn á, cố gắng làm nó tự nhiên một chút xíu nữa. Hôm nay các bạn không làm tốt bằng cái hôm tổng dệt. Cái lúc đầu ra là các bạn hơi bị khớp một chút. Anh đã từng thử thách rất nhiều thí sinh mà anh thấy được vượt qua cái đó thì các bạn sẽ lớn dần lên. Và các bạn còn không sợ sân khấu nữa. Ngày hôm nay có một chút còn hơi ngại ngùng à, diễn yêu chưa tới. Có một chút cái cảm xúc chưa tới. Nhưng mà cái tinh thần thì anh rất là khen hai bạn. Có nghiên cứu, nó có hòa hợp vô tất cả các không gian của người miền Nam Bộ đúng không? Anh vẫn đánh giá chỗ Huệ có cái vẻ thanh thoát hơn. Hơn là chỗ Đệ. Đệ vẫn làm một chút hơi chưa có ra cái chất của một người Nam. Em cố gắng hơn, dẫn dắt bạn mình hơn ở cái vai trò này ha. Thì anh thấy Huệ làm tốt à. Nói như thế thì anh cũng rất là khen hai bạn. Nhưng mà anh nghĩ là mỗi cái thử thách đó, anh tin chắc là nếu các bạn vượt qua, các bạn sẽ đi vào trong một cách mạnh mẽ hơn à. Chúc mừng hai bạn. Một mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bên bồng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành.
xưa. Rồi nơi qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vuốt cuộc tình thật đầy mơ, toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về màu xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Chúng ta vừa đến với một tiết mục rất nhiều cảm xúc khi mà những gương mặt nổi bật nhất của Solo cùng Bolero đã cùng có mặt trên sân khấu cùng hòa giọng với Trọng Khương. Chúng ta hãy cùng đến với những lời nhận xét của các vị giám khảo. Đan Trường có lời khen với bạn Khương: chuyên nghiệp rồi mà vẫn đi thi. Bạn đã bỏ qua cái tôi của mình để mà bước lên sân khấu. Thứ hai là với ca khúc này ngày hôm nay thì Khương đã thổi một làn gió mới, một cách hiện đại vào bài hát này. Tuy nhiên cố gắng học cách làm sao tiết chế được cái lực của mình quá mạnh thì sẽ làm bài hát hòa quyện hơn. Anh xin chúc mừng Khương. Cảm ơn giám khảo Đan Trường ạ. Anh xin cảm ơn anh Đan Trường. Một cái bài hát rất là ý nghĩa, rất là cảm động. Ngồi dưới đây anh bồi hồi lắm khi em cất tiếng ca đầu tiên. Tuy nhiên bài này theo anh nghĩ thì nó đòi hỏi một cái sự ngọt ngào. Giọng em thì ấm áp lên cao xuống thấp rất là tốt. Anh cần một chút xíu ngọt ngào chút xíu nữa, nó sâu lắng chút xíu nữa sẽ tốt hơn. Cảm ơn giám khảo Minh Quỳnh ạ. Vâng, bây giờ xin mời cô gái ngồi kế bên anh rất xinh xắn, giám khảo xinh đẹp Phi Nhung ạ. Nhung bước vào ca hát là Nhung đã hát cái bài này, là nhờ bài này mới có cái tên Phi Nhung. Tự nhiên thấy cảm động. Cảm ơn Khương rất là nhiều. Em đi hát bên ngoài, em có thể em hát cái này chị Nhung rất là thích, tại vì nó mới. Mà khi mình trình diễn cho đông khán giả thì mình muốn bay nhảy sao cũng được. Cũng chúc mừng em, tất cả là cái gì cũng hoàn hảo đối với chị hết. Bây giờ xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Có lẽ trước khi nhận xét về Trọng Khương, anh cũng chia sẻ một chút xíu về cảm nhận của anh khi mà Solo cùng Bolero chuẩn bị bước sang một năm mới 2019 à? Chỉ còn ít giây phút nữa là chúng ta bước qua một năm mới, năm Kỷ Hợi. Xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, xin chúc tất cả các thí sinh sẽ thành công với con đường mình đã lựa chọn. Chúc tất cả khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long sẽ có những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta cùng chúc nhau sự bình an và hạnh phúc. Quay trở lại thì thứ nhất là anh khen cách chọn bài. Cái cách chọn bài cũng nói lên cái cá tính của con người đó. Thứ hai là trong một cái chương trình anh vẫn thích là có một hai giọng ca đặc biệt một chút. Có nghĩa là nó thoát ra khỏi cái gì mà khuôn khổ và chúng ta cho rằng trước nay nó phải vậy. Anh thấy cái sự cố gắng của em có luyến lái thì cần thêm một ít năm tháng. Anh nghĩ là em có thể làm mềm nó đi chứ còn làm mất em thì anh không khuyên. Nhưng mà cứ vậy không phải là Trọng Khương nữa. Nhưng mà cố gắng cho cái mồi nó vô một chút xíu. Và hôm nay em cũng làm rất là tròn bài. Chúc em có một năm mới thành công con đường em đã chọn. Quý vị khán giả thân mến, qua cơn mê thì ai rồi cũng phải tỉnh dậy. Nhưng mà để đi đến thành công chắc chắn không thể thiếu sự nỗ lực và cố gắng. Và xin chúc cho Trọng Khương bước sang năm mới sẽ làm được điều đó. Một tràng vỗ tay cho Trọng Khương thưa quý vị.
giao đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu, nhìn nhau không nói nên câu vì biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lồng nhân cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời anh ơi. Nhau chi để thương đau, yêu nhau sao đành xa nhau. Rồi Noel qua bao mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chi để thương đau, yêu nhau sao đành xa. Và đó là Dương Huệ vừa mang đến cho chúng ta không khí của hai mùa Noel với phần trình diễn vừa rồi. Khi mà Huệ trình diễn thì anh lại đang tưởng tượng mình đang đón một mùa Noel Hà Nội để cảm nhận cái xe lạnh là như thế nào. Nếu như mà ai cũng được may mắn đón hẳn hai mùa Noel ở cả hai miền đất nước như vậy thì rất là thích, phải không ạ? Bây giờ chúng ta đến với yếu tố chuyên môn nhé. Anh Mạnh Quỳnh, anh nghĩ gì với phần trình diễn vừa rồi của Dương Huệ ạ? Đêm nay là em đã hốt hồn anh Mạnh Quỳnh bằng cái nhan sắc của em. Trời ơi, chị Phi Nhung có ganh tị không chị ạ? À? Trời ơi, tức quá là tức đi trời. Nhưng mà đó là mình cảm nhận cái lúc mình đang ngồi coi Bình là một khán giả, một cái sự lôi cuốn về cái tà áo dài, áo trắng đêm Noel rất là sâu lắng và rất là đẹp. Thiệt và chuyển vào theo cái giọng hát của em, rồi một cái hình ảnh em quỳ bên giáo đường rất là Noel, rất là Noel. Và cộng thêm cái giọng hát của em rất là đặc biệt và ngọt ngào của em. Tuy nhiên có một cái bài nốt em hơi bị, có thể bị hát cao hơn cái nốt nhạc chút xíu, điều chế đó lại chút xíu có thể sửa được. Còn đêm nay thì phần trình diễn của em anh dành cho em một số điểm tương đối cao. Dạ. Cảm ơn giám khảo Minh Quỳnh. Đó là những khích lệ đầu tiên của chương trình rồi. Chúng ta hỏi tiếp những quý ông còn lại nha, để xem có ai còn bị em hớp hồn nữa hay không. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh đi ạ. Đến giờ phút này thì đây là thí sinh duy nhất của Hà Nội vô tới vòng này. Hà Nội thì mùa đông nó lạnh hơn trong đây đúng không? Nên trước khi cho anh gửi lời một ít hơi ấm của miền Nam mang ra Hà Nội nha. Dạ vâng ạ. Hơi tiếc một chút xíu thôi. Anh biết là khi em đứng ở trên cao khi hát lúc đầu á, vừa gặp xoáy ca rồi vừa đứng trên cao thì nó có một chút xíu, cái nốt nó chưa có no vài chỗ. Nhưng mà đúng là từ sau gian tấu em làm rất tốt. Nên ngày hôm nay anh rất là khen. Anh hy vọng là hơi ấm của miền Nam sẽ làm cho Hà Nội có một cái gì đó ấm áp hơn. Lúc đấy là em có gửi lời cảm ơn anh. Nhưng mà đây thật là một cái dịp chân tình của anh này. Anh xin cảm ơn tất cả các em đã có mặt trong solo. Thật sự đánh lòng.
linh hồn của cái cuộc thi này chính là các em. Nên là tụi anh khắt khe là như vậy. Anh hy vọng tụi em cũng trân trọng là nghiêm khắc hơn với mình. Cảm ơn các em rất nhiều ạ. Quá tuyệt vời, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh Đan Trường hẳn là cũng có những quan điểm tương đồng phải không ạ? Ngày hôm nay thì Dương Huệ rất là đẹp. Cái bài hát này em chỉ cần hát thư thả, nhẹ nhàng, không cần phải quá chăm chút tỉ mỉ. Tại vì em vẫn còn để một ít cái kỹ thuật chính thống vào, nên đôi lúc anh thấy nó chưa được tự nhiên, chưa được thoải mái lắm. Anh hy vọng là em sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục khán giả với dòng nhạc Bolero này. Em xin được cảm ơn những nhận xét của anh và em sẽ cố gắng ạ. Cảm ơn em. Quá trời lời khen từ các quý ông rồi. Xin mời quý cô. Vi Nhung cũng giống như là anh Đăng Trường, như là Mạnh Quỳnh, như anh Vũ Thành Vinh. Em rất là đẹp, rất là thu hút. Chiếc áo dài rất là đẹp. Nói chung là hát là live band thì mình nên đi xuống một tí xíu thì mình nghe rõ hơn. Cái điều mà cấm kỵ nhất mà khi mà mình đang hát mà mình bước xuống cầu thang, nó có thể nó làm cho mình phải là trên phô rất nhiều. Nên em phải chú ý cái điều đó. Khi mà nhạc ngưng thì em mới đi xuống, còn mà em đang hát thì đừng có nên đi. Như vậy thôi. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để chúc mừng Dương Huệ với phần dự thi vừa rồi. Và có lẽ chúng ta quên mất là một điểm từ nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh nữa. Hẳn là không có gì quá khó khăn phải không anh? Từ đầu đến giờ anh cũng chưa cho ai điểm chọn hết. Có một chút khuyến khích một cái thí sinh đặc biệt từ Hà Nội, nên anh muốn dành chọn cái điểm đó cho em. Một điểm cộng về từ nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Xin chúc mừng Dương Huệ ạ. Tìm chồng cho sống, nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc.
Tay cho một phần đối kháng thật hấp dẫn thưa quý vị. Xin cảm ơn Quỳnh Trang, top 4 solo của Bolero 2017 đã mang đến sự kết hợp rất là tuyệt vời. Và cũng chúc mừng Lâm Quốc Khải đã nhận được một điểm cộng từ ca sĩ khách mời ngày hôm nay. Xin chúc mừng ạ. Quý vị cũng thấy là một sự
kết hợp. Một bên là chuyên về dòng nhạc thính phòng, một bên, thưa quý vị, một gương mặt quen thuộc, một hot face trên mạng xã hội, thưa quý vị, trưởng đoàn Lô Tô Sài Gòn tân thời với nghệ danh Lộ Lộ. Thứ nhìn Khải thật sự rất khác Khải ạ. À. Thứ nhất là Thu Hà, thì hồi nãy anh nghe Hiếu không có nói là em học nhạc thính phòng thì mình nghĩ là mình cũng không biết đâu. Tại vì khi em ca cái dòng nhạc này, anh không có nghe chất nào thính phòng trong đó hết. Vẫn có một cái chất ngọt ngào của dòng nhạc bolero ở bên đây. Cho nên Mạnh Quỳnh rất là thích cái giọng hát của em. Tuy nhiên chọn cái tâm hình như anh thấy hơi bị cao. Nếu mà nó có thể thấp hơn chút xíu nữa thì em sẽ biểu diễn truyền cảm hơn chút xíu. Còn riêng về Khải thì anh thấy là hình như là em ca cái lời con gái, thành tựu em cái cách luyến lái của em cũng hơi bị con gái luôn. Nó không có một chất gì để gọi mình là một người thanh niên, nó mạnh mẽ chút xíu. Lúc đó em hát một mình thì anh có thể là anh bỏ qua được, nhưng mà khi em hát với Quỳnh Trang cũng vậy. Em có giọng hát chứ phải không, nhưng mà khi mà em hát, nhất là với hát một người con gái, thì mình lên làm một người đàn ông chút xíu. Em Thu Hà, giọng của em rất là chuẩn, rất là hay, hát rất là cao. Nhưng mà mình có gì cái giọng cao đó mà mình đẩy nó lên. Tại vì bài đây là cái thể loại bolero, nó cần nhẹ nhàng, nhịp nhàng, ngọt ngào. Quỳnh thấy đâu có vấn đề gì đâu, chỉ có ngọt ngào như thường mà. Quỳnh thấy đó là Quỳnh thấy, còn Nhung thấy là Nhung thấy của Nhung khác nha. Hai đứa mình khác nhau cưng. Cưng xuống. Rồi tới Lâm Quốc Khải. Khải thì có cái giọng riêng đó, nhưng mà em còn nhát sân khấu lắm. Anh Mạnh Quỳnh á thì không thích hai người song ca mà em yếu quá thì anh Mạnh Quỳnh không thích. Nhưng mà ngược lại chị lại thích cái khúc song ca đó. Chị cảm giác em rất là đàn ông. Em tự nhiên nó có một bạn diễn chung với nhau á, mà nó cũng đồng cái trang lứa, tự nhiên em diễn nó rất là hay. Quỳnh không nói vấn đề mà cái cách biểu diễn, thì Quỳnh chỉ nói về vấn đề cái giọng hát thôi, chứ không Quỳnh đâu có nói về vấn đề là đứng kiểu là đàn ông hay là gì đâu. Nhưng Quỳnh chỉ nói cái giọng hát mạnh cho Hiếu, đúng không? Nhung đi xa quá. Không, Nhung thấy cái khúc đó rất là đẹp, vậy thôi. Và có lẽ đó chính là những cái màu sắc trái chiều của giám khảo, cũng sẽ giúp cho quý vị khán giả đang theo dõi ở nhà cũng có những nhận định riêng mình. Sẽ có người thích Khải như vậy và có người không thích. Chưa chiều nào buồn bằng chiều này, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ trôi chim bao, cho em khóc rung đôi vai. Chiều nào buồn bằng chiều này, tôi về đây thành phố mưa đầy, mưa đầu mùa để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thơ xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đây, đưa tôi về trong gió. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa, theo bọt mưa trôi đi hững hờ. Câu ái ân giờ cũng ơ thờ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ tựa chim bao, cho em khóc xuân đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy, mưa đầu mùa để ta nhớ nhau,
bao kỷ niệm thuở xưa trượt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đây đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa theo bọt mưa trôi đi hững hờ, câu ái ân giờ cũng ơ thơ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ tôi không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vậy. Thôi chẳng còn gì trông thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo hôi, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Xe hoa đó đưa em về với ai? Kìa cô dâu cười trong pháo hôi, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Xe hoa đó đưa em về với ai? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ tựa chiếm bao. Cho em khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy. Mưa đầu mùa đêm tan nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa theo bọt mưa trôi đi hững hờ, câu ái ân giờ cũng ở thờ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ tôi không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vầy. Thôi chẳng còn gì mong thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó theo em về với ai? Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó đưa em về với ai?
bằng chiều này bên nhà ai tiệc cưới vui vầy. Ôi chẳng còn gì trông thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó đưa em về với ai? Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó đưa em về. Một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn đến ca sĩ Thiên Bảo đến để hỗ trợ các thí sinh của chương trình. Một tràng vỗ tay cho ca sĩ Thiên Bảo, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu như ban giám khảo của chúng ta là một lớp chuyên văn thì lớp trưởng chuyên văn là ca sĩ Đan Trường. Đan viết rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà báo Hiếu rằng tất cả những gì viết đây nói khác hoàn toàn. Nói khác hoàn toàn. Bình để bình nhìn mà. Đây là một tiết mục mà hai bạn rất là chuyên nghiệp. Hai bạn cất lên, chúng tôi ngồi thoải mái mà nghe thôi. Hai bạn đều hát hay giống nhau, nhưng mà mỗi người có một sắc thái khác nhau. Nhưng mà hai bạn hát còn hơi bị tươi quá, giống như hai bạn lo trao chuốt cho nó thật là hay thì nó mất đi cái tình cảm trong đó. Cái này nói thật nha, anh lại thích Thiên Bảo hát. Tại vì Thiên Bảo bu lên cái giống như là buồn, bao nhiêu cái buồn cái mình đập vô cái tim mình liền. Bạn là người dẫn dắt rất là tốt, cái đó là người rất là quan trọng khi người hát đầu tiên. Xin chúc mừng hai bạn. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Sẵn ở Đan Trường anh nhắc về Thiên Bảo, có lẽ là chúng ta phải nhắc lại một chút xíu về chặng đường của Thiên Bảo ở solo cùng Bolero. Có lẽ bây giờ quý vị khán giả đã thấy anh Thiên Bảo không còn cái nón quen thuộc nữa rồi. Anh còn nhớ cái chi tiết đó không ạ? Nhớ quá. Thiên Bảo là một trường hợp đặc biệt. Những cái từ khóa về Thiên Bảo, thứ nhất là một tài xế, thứ hai là sau đó là bán xe để theo đuổi cái nghề ca hát, thứ ba là 12 năm lên núi Hà Tĩnh á, anh ở phố núi đó 12 năm. Trước đó là anh hoạt động nghệ thuật. Thế đến cái mùa vừa rồi là anh quay trở lại và tôi là cái người cũng rất tự hào về Bảo. Thì quay trở lại, thứ nhất là xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Ban nhạc đã rất là hay cái bài này. Một tràng vỗ tay cho ban nhạc Eco Sài Gòn ạ. Thứ hai là ba xoáy ca, ca hay. Thì năm nay các bạn cứ đặt câu hỏi là tại sao lại có nhiều những ca sĩ của bốn mùa trước về đây? Có hai điều. Thứ nhất là 5 năm sẽ hội tụ. Thứ hai là những người đi trước có vẻ dìu dắt mấy bạn bước theo sau. Về Trọng Khương thì bạn có một cái phần diễn xuất gần chạm đến cái ngưỡng là chuyên nghiệp. Nếu mà phải định hướng của Trọng Khương thì có những điều sau đây. Thứ nhất là phải chính xác về chọn bài. Thứ hai là cần thêm một chút đậu phộng rang lên cho nó bùi một chút. Em thiếu một chút đậu phộng, em nhiều mè quá. Còn nói về Quốc Hương là một phát thanh viên, thứ nhất là em có cái dáng rất đẹp nhưng chưa biết tận dụng cái dáng đó. Thứ hai là cái phần giọng của em á, nó cần thanh thoát hơn một chút xíu. Cái giọng của em á, nó hơi bản năng một chút. Anh hy vọng rằng những cái định hướng đó sẽ giúp cho hai em. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh Vũ Thành Bình rất nhiều. Người mà Hiếu thấy ít viết nhất trong số bộ tư giám khảo là chị Phi Nhung. Nhung thấy tiết mục này là làm Phi Nhung rất là thoải mái, mà phải nói là thực sự hai bạn ca quá hay. Cái tiết tấu nhạc mỗi bạn mỗi khác làm cho Nhung cảm giác là rất là phục. Tôi không nói gì nhiều nữa hết, tôi cho hai bạn 10 điểm. Tôi cho 10 điểm luôn hả chị? Tại vì sự trẻ trung, sự năng động nó gồm vô hết trong trong cái phần này. Phải nói là một cái bài hát rất là hay. Bài hát rất là sang mà nó hay tuyệt vời luôn. Một trong những bài hát mà mình thích của nhà nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Cái thứ hai nữa là nhờ cái sự phối âm. Giờ phối âm của âm nhạc rất là hay. Khương á thì em hát mình Quỳnh nghĩ là nó lôi cuốn lắm. Anh ngồi đây mà anh say sưa, em lên xuống, em bỏ nhỏ rồi cách em diễn xuất, em làm. Anh thấy nó một cái gì đó nó thật mà lại hay. Về Quốc Hương, anh phục em một cái là em xử lý rất là tốt. Nó rất là hoàn hảo. Mà khi em cất lên cái giọng em nó sang lắm, rất là sang. Anh mong rằng cả hai em đều được vô vòng trong hết, để cho chúng ta thấy được có những tài năng thật là sáng giá cho cái chương trình solo Muro kỳ năm này. Anh chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh, cảm ơn bộ tứ giám khảo. Và có lẽ lúc này lợi thế đang nghiêng về Trọng Khương với một phiếu bình chọn từ ca sĩ hỗ trợ. Thế thì kết quả chung cuộc giữa hai gương mặt này như thế nào? Chúng ta cùng đón xem. Thank you.
yêu hận sầu. Đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên đời. Hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ước bất chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu. Em đâu lỗi hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia vui. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong? Thôi nhé anh đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu. Từ đây chết trong lòng nhau. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi là, ủa em thường khi chia tay hay mặc cái đầm hoành tráng vậy? Dạ, tại vì cái này là do tại vì muốn chia tay nhưng cũng phải đẹp á anh. À, chia tay cũng phải đẹp đúng làm không? Làm sao để cho anh luyến tiếc? Mà anh nhớ Tú Tri cao lắm mà sao hôm nay em đứng cũng ngang ngang anh vậy? Dạ, cái lý do là về định mệnh chiều cao của anh và em. Em đã cố ý mang giày
có 5 phân à. Dạ, với lại cháu thì cháu không có mang giày độn cao được, tại vì chân cháu bị đứt dây chằng cho nên cháu không có đứng cao được. Đặc biệt một cái tiết lộ nữa mà Hiếu sẽ được chia sẻ ở đây để thấy rằng là các bạn đúng cái chất trẻ, đúng cái chất ngây ngô. Cả cái phần tính toán ở trên sân khấu hồi nãy quý vị cũng thấy á, là đi tới đâu, cười sao, giơ tay sao, quay lại ngoái nhìn như thế nào, rồi canh nhạc đưa lên, người này quay qua thì cũng tính toán hết. Bàn đến một mức độ chi ly như vậy là một phần trình diễn Hiếu cảm thấy khá là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe những nhận xét từ bà giám khảo nha. À, cô giáo Đông Đào đi. Trời ơi, Nguyễn Huy, thần tượng của cô hồi nhỏ này. Thực ra một tiết mục hấp dẫn á, nhưng mà cô chỉ tiếc một chút xíu Tú Tri phần sau bè chưa có rõ. Tú Tri giọng hôm nay rất là tốt, cô chỉ khen chứ không có chê nhiều. Tại vì với lứa tuổi này mà đã có một cái cảm xúc để hát nhạc tình cảm như vậy thì đối với cô là cô cảm thấy đủ. Còn Nguyễn Huy thì giọng rất là dày, giọng của con nó có cái nội lực. Cô nghĩ rằng đây cũng là một cái quá trình của con có kinh nghiệm rất là nhiều, vì con đi hát từ bé, cho nên bản lĩnh sân khấu con cũng có. Nhưng có điều con hơi ở cái bỡ ngỡ là con diễn với lại Thú Tri, con còn cái gì đó nó chưa có được thoải mái lắm. Mình cứ tự nhiên mình diễn chính gì nhiều khi, ủa ông xã cô nhà cũng thấp hơn cô mà, đúng không? Thấy mình thương cứ hơn, đúng không? Dạ thấy thương lắm, bé bé xinh xinh thấy thương. Thì mình cứ nên tự tin về bản thân mình nha, mình cũng không có gì để rụt rè, để trên sân khấu mình tương tác với nhau cho nó tốt hơn. Dạ, cảm ơn giám khảo, cảm ơn cô giáo Đông Đào rất nhiều. Và có lẽ cũng muốn nhắc lại một lần nữa, vì rõ ràng đặt ra thử thách này cho hai bạn hoàn toàn đánh thẳng vào cái sở đoản của các bạn, chính là chưa bao giờ chia ly, chưa bao giờ trải qua những cái cuộc sống tình cảm mà nó quá phức tạp. Như trong một bài hát Hiếu đã giới thiệu là có tuổi đời hơn 50 năm mà lại mang một cái chữ là định mệnh. Cho nên các bạn đã làm như vậy thì Hiếu nghĩ rằng là một cái nỗ lực rất lớn dành cho hai bạn. Sao Hiếu chắc chắn là hai em chưa bao giờ chia ly. Tuổi thơ tôi cũng có những cái mối tình tuổi thơ chứ. Chị hỏi đã chia ly chưa nè? Bây giờ bé Tú Tri trả lời trước. Dạ thời học sinh thì dạ có đó, thấy chưa? Đau đớn không? Đau đớn không? Có đủ để mà đau như cái bài hát này không? Nó không có đau dữ như thế. Dạ, còn Nguyễn Huy? Dạ có ạ. Đau không? Đau theo cái kiểu mà học sinh chia ly mà đó, đúng rồi. Chị Mỹ Huyền có một cái lời khuyên cho em là em đã đứng sân khấu từ tấm bé nên em phải đủ kinh nghiệm và đủ cái sự mùi mẫn trên sân khấu khi em xuất hiện trong tiết mục này. Nhưng rất tiếc em lại không làm đủ để có thể chinh phục được chị trong cái tiết mục này. Giọng hát của em sáng, nhẹ nhàng, nhưng nó thiếu một cái sự mùi mẫn và cái sự tình tứ ở trong cái giai điệu, ở trong cái lời hát. Đối với bé Tú Tri, trời, chị ước gì được cái chiều cao như em để chị mang đôi giày thấp thấp, vậy là chị thỏa mãn lắm luôn á. Coi như là trên sân khấu mà mang được như vậy nó không có cực khổ, không có cực khổ như chúng ta đó. Huy ơi, khổ quá. Cái nét đẹp của em, cái sự nhẹ nhàng, cái sự mềm mại trong cái tình cảm thể hiện qua cái ánh mắt, qua cái nụ cười và cái nhăn nhẹ nhẹ của em khi em hát ra cái bài hát này, khi em thốt ra một cái lời chia tay hay là một cái lời nghiệt ngã ở trong bài hát. Chị rất là thích cái nét diễn xuất của em. Nhưng bên cạnh đó thì cho chị có một cái lời khuyên, bài này nó có cái chất sang ở trong đó nên mình không thể luyến lấy nhiều quá. Từ cái chữ dù, chữ từ, cứ đầu câu là em luyến, cuối câu là em lấy. Dù thương tiếc vẫn là xa xôi, thí dụ như vậy. Nhưng mà em dù thương tiếc vẫn là xa xôi, thí dụ vậy. Không có nên luyến lấy nhiều quá. Giọng hát của em thanh tao và chị tin là em sẽ bước xa hơn nữa trong cái dòng nhạc bolero mà em đã chọn. Anh Mạnh Quỳnh, không biết anh thấy như thế nào với phần kết hợp ngày hôm nay, đặc biệt là đánh thẳng vào sự kết hợp biểu diễn và nâng tầm cảm xúc lên với một ca khúc kinh điển. Trước hết thì Mạnh Quỳnh cũng rất là khâm phục cái sự cố gắng của tụi em, chu đáo về vấn đề ăn mặc cũng như quý vị, những cái lúc mà em di chuyển những cái bước movement của cái trong cái bài hát. Nhưng mà đối với Mạnh Quỳnh thì Mạnh Quỳnh thấy nó có một cái gì đó nó hơi quá. Một cái bóng tụi em bước ra, hai người bước ra rất là hay. Và khi bước ra đứng rồi mình đứng mình hát, mình biểu lộ cái tình cảm của mình với nhau, không cần phải người đi tuốt bên đây, người đi qua bên kia, người quay lại. Nó làm một cái gì nó rối đi. Anh thấy hai đứa nào hát cũng rất là hay, nhưng mà hai cái giọng hát nó không có quyện với nhau. Thứ nhất là Tú Tri, em ca cái giọng em ngọt, mà kiểu như anh đã nói hồi trưa lúc trước là giọng em rất là sáng và rất là hay. Anh khen. Hôm nay thì đồng ý Mỹ Quyền chút xíu là em luyến hơi nhiều. Những cái bài này major thì không cần luyến nhiều. Còn Huy, bữa nay em hát rất là tốt. Tuy nhiên anh thấy một cái gì đó em không có dìu, không có theo cái người bạn diễn của em.
em diễn theo cái phong cách quá trẻ trung đi, thành thử cái hai cái giọng hát nó không có quyền với nhau được. Dạ. Thì đó mới gọi là thử thách anh à. Đúng rồi, thì đó mình chính vì cái gì cái là thử thách. Ban tổ chức đưa thử thách cho nên các em đã cố gắng rất là nhiều, thì Minh Quỳnh rất là tán thưởng vấn đề đó. Và em vẫn bảo lưu cái quan điểm đó của anh, thật sự bà nói đó là góc nhìn của một ca sĩ từng đứng trên sân khấu hát. Yeah. Nhưng với góc nhìn của một đạo diễn đã từng dàn dựng rất nhiều những tiết mục và đòi hỏi các thí sinh phải ứng biến và làm sao nó trở thành một cái câu chuyện chứ không chỉ đơn giản là đứng tại chỗ mà hát nữa. Như nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, mỗi người phải có cái cách của mình để đi. Yeah. Không ai thành công chỉ cho mình cái cách của người đi trước hết. Đúng. Nếu mà các bạn cứ đọc cái sách thành công của người viết trước á, các bạn cứ đọc, các bạn đi, các bạn sẽ thất bại. Đọc để tham khảo, để lấy cái đó làm cái ý mà đi trên con đường của mình. Có những người đứng hát rất hay, có những người đi cũng rất là hay. Nên là anh Mạnh Quỳnh quá đúng là anh để tập trung anh hát, là cái hình ảnh của anh đã tạo ra. Nên các bạn mà bây giờ theo như anh Mạnh Quỳnh hát y chang như anh, chưa chắc ạ. Với anh Vũ Thành Vinh ở vòng trước thì anh kể về từng gương mặt các ngôi sao đã thành danh từ solo cùng Bolero đến với chương trình, có những câu chuyện nhỏ rồi. Bây giờ có lẽ vòng này tác giả sáng tác nên bài hát này có lẽ chúng ta cần biết nhiều thêm về ông. Cảm ơn Hiếu. Thực sự là năm nay là năm thứ năm là Vinh ngồi đây cũng có lý do. Thứ nhất là chúng ta ôn lại kỷ niệm của 5 năm. Yeah. Chúng ta có những cái câu chuyện sau những bài hát, sau những nhạc sĩ, sau những ca sĩ thành danh từ Bolero. Chúng ta đang nói về nhạc sĩ Song Ngọc á. Yeah. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, nhạc sĩ Song Ngọc đi về cõi thiên thu á. Ông để lại cho đời á, là trên 300 tác phẩm. Ngày hôm nay Vinh nói nhiều về tác giả để các bạn biết như vậy nè. Khi một người sáng tác một bài nhạc ra, họ phải suy nghĩ rất nhiều để có một bài hát hay. Anh muốn nhắc đến những người tác giả để cho chúng ta phải trân trọng, tại vì không có họ sẽ không có những bài hát hay như vậy mà truyền từ đời này qua đời kia. Đây là một dòng nhạc xưa nhưng chưa bao giờ cũ. Các bạn nhớ câu đó. Nên các bạn phải làm mới nó, trên tinh thần phải hiểu. Và đây các bạn là trẻ nữa nên thử thách các bạn. Nhập vô một cái vai nào đó các bạn đóng. Nhưng chỉ có cái này các bạn làm chưa tới nè. Dàn dựng ra một cái tiết mục để cho các bạn có cảm xúc thôi. Nhưng khi mình đóng á, mình phải là thật sự là cảm nhận được cái đó. Ở đây nó vẫn thấy cái đóng một chút. Nên là mọi người đang lấn cấn á, hiểu không? Cái vai diễn mình phải nhập vô. Ai nhập tốt hơn, người diễn siêu đẳng là người ta phải quên mình đang diễn. Còn nếu mình vẫn biết mình đang diễn có làm, mình chưa biết gì hết về diễn. Thì ở trong chỗ này á, thì Huy đang có một chút xíu bị lấn cấn. Nên là cái này rút kinh nghiệm thôi. Hát nhạc tình mà Bolero không thấm là không đạt yêu cầu. Đó, thì ngày hôm nay á, em chưa thấm. Nhưng mà anh khen như vậy này, hai bạn trẻ đã chấp nhận thử thách để mình diễn một cái câu chuyện mà anh theo anh nghĩ là dẫn dắt được người xem. Khen chi sáng, cả hai nghĩa về hình và tiếng đều sáng. Đó là rất là thuận lợi cho một cái người làm đứng sân khấu. Lúc các anh chị nói phải nhớ như vậy nè, mình giỏi luyến lấy thì mình phải tận dụng nó chỗ nào đúng chỗ với là đặc biệt. Chứ nếu mà mình lạm dụng quá thì nó lại không hay. Vẫn là hai giọng hát đáng để xem và đáng để nghe. Chúc mừng hai em nha. Và bây giờ chúng ta... Em đừng xa vắng anh.
sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ, sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà này nằm yên đó. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm, sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm, sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, những khi buồn ai hỏi han còn đâu nữa mà mong. Vỗ tay lớn hơn cho sự tái ngộ với quán quân solo cùng Bolero 2015 Thu Hằng. Quá tuyệt vời thưa quý vị, quá ngọt ngào. Cảm ơn Thu Hằng rất nhiều đã đến hỗ trợ cho các thí sinh em nha. Thưa quý vị, cặp đối kháng 9X, có thể nói 9X chắc phải mời anh Đan Trường. Phải nói là ban tổ chức đang làm khó ban giám khảo, chọn gì là chọn đẹp hết một lượt vậy đó. Bạn Như Ý hơi bị chép nhiều nên là em tiết chế lại chút xíu, đừng có lúc nào cũng đẩy cao lên quá thì nó sẽ mất đi cái tình cảm ấm áp trong đó. Em hát gom lại chút xíu nữa, đừng có bị nhựa lê thê sẽ đẹp hơn. Rồi còn bạn Thu Huệ có một giọng hát rất là đẹp, nhưng mà em áp dụng cái kỹ thuật thanh nhạc chính thống vô vào nhiều quá, không bắt mọc được, mà em hát trao chuốt mất đi cái chất của Bolero. Nên là anh nghĩ là em biết thiết chế lại thì mọi thứ sẽ đẹp hơn. Chúc mừng hai bạn nữ của chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn giám khảo Đan Trường ạ. Bây giờ tiếp theo cũng là chính ý thì có lẽ mời luôn anh Mạnh Quỳnh. Như ý thì Mạnh Quỳnh thích cái giọng của em, cái lời nó nhiều mà em còn hát ngân nữa, bị trễ cái nhịp sao, nên cẩn thận vấn đề đó. Kể cả Huệ cũng vậy luôn, hình như anh nghe câu nào cũng có ngân trong đó hết. Phải trao chuốt nhiều. Trao chuốt nhiều quá, có những bài mình nên trao chuốt, những bài mình nên luyến và có những bài mình không nên luyến, nhất là những bài mang cái nhịp điệu nó nhanh. Em cảm ơn anh ạ. Chúc mừng hai em đó. Cảm ơn. Hai quý ông trên ghế nóng đã lên tiếng rồi, để hiếu mời luôn quý ông còn lại. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Hai em dễ thương, vậy thì ai mà nỡ lòng quên đúng không? Để phân tích một tác phẩm để chúng ta phải hiểu cái lời một chút, thì cái lời hát á, tụi em thiếu cái sự trách móc, nó dễ thương một chút xíu. Hai bạn, thứ nhất là Như Ý á, anh nói là giọng ca đẹp rồi nha, bây giờ anh sẽ định hướng thôi. Thứ nhất là làm gọn một số cái câu lại, hơi bị lê thê. Thứ hai là lúc ấy, nó là cái giọng ốc của em á, đưa lên á, nó cao á, nhiều quá nên nghe nó mệt. Hai cái đó em khắc phục được thì em rất tuyệt vời. Còn cô bé Thu Huệ bên này là đi hát rồi nhưng mà lên sân khấu vẫn còn bị khớp. Thứ nhất là phải bản lên sân khấu, thứ hai là nhịp phải chắc lại. Chúc mừng em. Vâng. Và có lẽ Hiếu cũng muốn hỏi anh thêm về gương mặt nữ còn lại là Thu Hằng. Tại rõ ràng là với Sao Anh Nỡ Đành Quên phiên bản Thu Hằng đã để lại một ấn tượng rất lớn trong lòng của vị khán giả.
Thu Hằng là một cái cô bé lúc mà đoạt giải cái này thì đã từng phải đi rửa chén đó các bạn, rất là cực khổ. Sau đó cô bé có thay đổi và có chỗ đứng như hiện nay, thì anh cũng mong là các bạn thí sinh như vậy. Anh có cảm giác những người mà bắt đầu khởi đầu có những gì khó khăn á, họ sẽ có cái ý chí mạnh hơn. Và cảm ơn câu chuyện của anh rất nhiều. Còn chị Phi Nhung như thế nào ạ? Sân khấu là nhà của mình. Mình lên trên sân khấu rồi thì không cần biết ai là ai hết. Nhà mình muốn đi đâu đi, mình phải diễn xuất sao cho nó hay, mình thu hút khán giả. Và nhan sắc của hai bạn đều đẹp. Đối với chị Nhung, chúc mừng hai em. Đấy, một mỹ nữ bolero mà khen hai em đẹp là hai em nên tiếp tục phát huy. Chung một đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi dã lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết một lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm ngơ. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Một đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy cái câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi dã lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết một lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm ngơ. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Whoa, oh, oh. เร
Riêng bản thân Phương Hiếu là người theo dõi tiết mục này, Hiếu đang thấy một điều gì đó rất quen thuộc với những sân khấu Broadway ở thế giới. Một bài hát mà được hát theo cách kể chuyện và cuốn mình vào đó giống như là nhạc kịch, mà nhạc kịch khóa Bolero. Một cách làm có thể nói rằng nó mới mẻ, thu hút. Không biết điều đó có chạm đến sự hứng thú từ phía quý vị khán giả và đặc biệt là bộ tứ giám khảo hay không. Đầu tiên xin mời ca sĩ Đan Trường. Cảm ơn Trọng Khương đã mang một bầu không khí sôi nổi làm cho chúng tôi thư giãn. Phải nói là Trọng Khương ngày hôm nay rất là bất ngờ. Em có một thần thái rất là tốt, diễn xuất rất là tự tin. Em thể hiện giống như là một ca sĩ chuyên nghiệp. Và nội lực của em hầu như là dư thừa trong cái phần bài hát này. Mọi thứ gần như là em làm rất là tốt. Với cái chương trình solo cùng Bolero thì lâu lâu em làm một cái điểm sáng và ấn tượng như vậy. Nhưng mà anh nhắn nhủ em câu là đừng quên màu của Bolero. Và ngày hôm nay em làm rất là tốt, anh rất ấn tượng. Xin chúc mừng em. Đối với Quỳnh, dàn dựng tiết mục rất là hay, rất là sâu sắc, mang tính chất giải trí. Đối với Mạnh Quỳnh, cái tiết mục này là một Quỳnh thích xem nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Em hát tốt, em diễn tốt, thần thái em rất là thoải mái. Vũ đoàn đã hỗ trợ cho em rất là nhiều cho cái tinh thần em. Tiết mục rất là vui, rất là dễ thương. Anh rất là thích cái phần trình diễn của em vừa rồi. Em cảm ơn anh Quỳnh. Tôi muốn hỏi tiếp nghệ sư Tú Phủ Thành Vinh luôn. Riêng với anh, phần trình diễn này cũng như là những ca sĩ đã hát thành công ca khúc này trước đó, thì với anh, phiên bản của Trọng Khương mang lại những cảm xúc như thế nào thưa anh? Bài hát này là quá nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với nghệ danh là ca sĩ Nhật Trường á. Cái cách của anh nó hay hát cái sự lả lơi á, vô cùng duyên dáng. Thì hôm nay em làm cái phần đó rất tốt, em còn có phần lả lướt nữa. Anh có cảm giác như vậy. Cái người sau này hát thành công nữa mà tôi cũng thích đó chính là nhạc sĩ Vũ Khanh. Và anh cũng có một cái sự lả lơi trong cái bài hát này. Quay trở lại em á, anh có cảm giác như em hát cho 2 năm vừa qua em không được hát. Anh đồng ý với cái quan điểm của em rằng em bước lên đây để biểu diễn, nên mọi thứ với em sẽ làm hết mình. Ngày mai tôi rớt cũng được. Anh thích cái cách tiếp cận đó. Đó là những người trẻ văn minh, chơi hết mình. Tôi nghĩ nhiều bạn không được cái tư duy như bạn sau một cái sự trải nghiệm đó. Tất cả những gì em làm trên sân khấu, anh cũng thống nhất là anh đang ngồi coi một tiết mục biểu diễn. Và anh rất sảng khoái. Thì em đã làm rất là tốt phần thi vừa rồi, cho anh khen cái nữa. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên ai rồi trong suốt cuộc đời. Lại trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tan đời ai không một lần, quên biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây đến bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ, năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần. Có lẽ là hôm nay cái mái tóc 5 năm vẫn được phát huy hả? Dạ, em gọi đây là mái tóc día đó anh.
Dứa. Sao lại gọi là máy tút dứa nhỉ? Dạ tại nó mang tới may mắn cho em, cho nên em chọn nó lại. À, để tiếp tục giữ cái sự may mắn đó lại cho mình đúng không nào? Dạ. Tôi thấy phản phất cái phong cách Đan Trường đâu đây. Idol của em anh. À, mời anh Đan Trường lớn nhận xét cho bé Đan Trường nhỏ. Anh chúc mừng Khải. Ngày hôm nay em sáng sân khấu lắm. Có cái gì đó nó khác hơn những vòng đầu. Một cái tự nhiên thoải mái, rất là chững chạc, hát không còn bị áp lực nữa. Chỉ có vài chỗ là em phải cần lấy hơi thật là đầy đủ để mà em nhút những cái câu đó cho nó nghe có bị đuối, chưa được hoàn mỹ lắm. Thì anh mong rằng Khải học hỏi nhiều kỹ thuật hơn để giúp cho mình tiến xa hơn nữa. Giọng hát em bữa nay là anh có thể là nghe rất là nhẹ nhàng. Em cao bắt đầu là có một sự uyển chuyển. Thì anh chúc mừng em cho phần trình diễn của em đêm nay. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Chị Phi Nhung luôn được không ạ? Hôm nay em rất là đàn ông. Chúc mừng em. Cử chỉ diễn xuất rất là nam tính. Nhờ Đan Trường nhập. Nhờ anh chữ. Chúc mừng em. Phần hát là tuyệt vời rồi, không có gì để mà chê hết. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Phải nói Lolo là một trường hợp đặc biệt của cái mùa năm nay. Lúc em hát bài Nhật Ký Đời Tôi đúng không? Dạ. Nếu cho em viết một cái phần nhật ký trong solo thì em viết cái phần gì? Dạ, đối với em đó là sự may mắn. May mắn luôn luôn đến với những người luôn luôn biết cố gắng. Em là một cái trường hợp như vậy. Anh nhìn trong em thì anh có thể hai cái chữ T. Một là có tình. Nếu em không có tình á, em không có làm nên một cái gánh hát như vậy và được nhiều người yêu thương như vậy đâu. Thứ hai là anh nhìn thấy có chữ tài. Còn tình từ từ sẽ tới. Thì hôm nay lúc mà diễn á, anh vẫn thấy ở đâu đó cái kiểu như nó không có bay lên đó Khải. Diễn á, nó vẫn có một chút xíu lầm lũi ở vài chỗ. Cố gắng đã đủ, may mắn đã có, bay lên một chút nữa. Anh nghĩ Sài Gòn Tân Thời và em không dừng lại chỗ này đâu. Chúc mừng năm mới, may mắn hơn. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Khải ơi là Khải. Có chuyện gì má là chuyện đăng đăng đê đê của má không có hết được à? Mà con kêu má ra đây để làm cái gì vậy hả Khải? Hả? Má à, con mời má ngồi xuống. Có chuyện gì con nói cho má nghe coi. Chuyện má, gì vậy con? Con hả? Con có chuyện này cũng muốn nói với má. Chuyện gì? Bữa nay con xin phép má, con đưa con Ly về nói chuyện với má. Cái gì? Lại con Ly nữa à? Trời ơi, Khải ơi là Khải. Gia đình mình là một gia đình danh giá, một gia đình bề thế. Má đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thiếu gì người sao con không thương, mà con lại đi mê con Ly nó như vậy chứ hả? Tại sao vậy Khải? Sao con không nghe lời má? Hả? Nó không xứng đáng với con, nó không xứng đáng với gia đình mình. Khải, nghe lời má. Nghe lời má. Chia tay nó đi con. Má sẽ tìm cho con một người con gái khác nha con. Má, nhưng mà con chỉ thương Ly thôi má. Như vậy là con không thương má sao Khải? Con thương má nhưng mà... Trời ơi, Khải ơi, nếu như con không nghe lời má, má chết cho con vừa lòng. Má chết cho con vừa lòng Khải ơi. Má, má. Con nghe hết rồi chứ gì? Con nghe hết rồi chứ gì? Con quyết định đi. Mình không xin nợ đừng chờ ai. Không phải tại ta chẳng trách ở trời. Đời mình sinh trong giá sao, tại vì ta không lối nào. Nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu dâng dở là tình trong mơ. Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ. Một trời mây dăm tím tím, cuộc tình hai ta sắp biệt. Chỉ còn hình bóng trong tim. Anh ơi, anh hỡi, xin tình dù có thương đau.
xuân về nào có đâu xa. Nếu mà mọi gối bôn ba anh về nối lại tình ta. Khải, má đã cấm con không được quen với nó nữa. Nó là một, nó đã có một đời chồng rồi. Nếu con cãi lời má, má không bằng lòng. Má không bằng lòng. Không bằng lòng. Má không bằng lòng đâu. Má không có được cãi lời má. Ly, thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ diều hồng, anh đường anh, em đường em. Quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Anh về gom lại thư trang xây mong xanh màu, gươm cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành cho ta, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mời. Và có lẽ tiết mục này sẽ thiếu đi phần cảm xúc đông đầy đến từ một trong những gương mặt rất quen thuộc với chúng ta. Và nói đến chị là nói đến những vai rất ác. Và hôm nay chị có học khá hơn. Nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng đã đến với chương trình. Bỏ vô tim liền. Con gái. Dạ. Mày nghe nói là con ác dữ lắm phải không con? Con không có ác mà. Hả?
Vậy là con bị tiếng quan phải không con? Bị tiếng quan. Chứ nếu quang không thì... Mẹ ơi, mẹ, con quan lắm mẹ ơi. Mẹ nói rồi nghe con, ở đây là hai đứa con của mẹ nghe con. Dạ. Con mà ác là con chết với mẹ nghe con. Dạ. Một lần nữa Thanh Hằng xin chân thành cảm ơn và hạnh phúc lắm. Một tràng vỗ tay nữa, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng đã đến hỗ trợ các thí sinh của chương trình rất nhiều ạ. Thư trước hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thầy cô nói. Hùng ơi, bọn mình chung chân tình nhờ khu bưu chính.
câu về anh. Thưa trước hụng người thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi. Cho thầy 10 năm hao dây viết ngọn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vừa trang quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải gió tôi nữa sao người ơi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, bạn chén ly bối chưa hết sâu. Nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn bữa tâm sự đêm. Nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói, nên tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la, như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúng cho anh đường mây, nhiều may mắn rủi yên lành. Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh, gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắt cầu về nhiều. Nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói, nên tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ ta, tình bạn vẫn bao la, như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây, nhiều may rủi yên lành. Chữ nghiêng giấy mỏng mừng xanh, gói cả chân thành nhờ khu bưu chính bắc cầu về anh. Chữ nghiêng giấy mỏng mừng xanh, gói cả chân thành. Vỗ tay nữa cho Mai Trần Lâm. Không biết là ban giám khảo của chúng ta có nhận ra đây là ai không ạ? Anh Châu. Thưa quý vị, thần đồng âm nhạc Bé Châu. Bé Châu á hả? Bây giờ là anh Châu rồi. Bây giờ thành anh Châu rồi chị. Anh Châu á hả? Trời ơi, anh hôn em hôm bữa lâu rồi ở bên Đức á phải không? Trời ơi. Bây giờ trở lại luôn. Xíu đó là cô kêu con bằng anh rồi đó. Hiếu quan sát ngay từ đầu, khi mà chưa biết đây là Bé Châu thì chị Phi Nhung ngồi cái mặt không cảm xúc luôn,
không ghi chép gì cả mà rất chú tâm vào màn đối kháng này. Hát quá chuẩn, rất là chuyên nghiệp. Tôi đang nghĩ là cái này đi hát chắc nhiều lắm nè. Hay là đồng nghiệp gì của mình đây. Không biết hỏi anh Đan Trường, anh biết ai không vậy? Không biết mà không giấu biết rồi, là tại sao anh Bình nói. Hoa với Châu hát tuyệt vời luôn. Chúc mừng em, không có gì để ghi, không có gì để nói đó. Còn bạn Lưu Kỳ, giọng hát cũng được. Cái cảm xúc bạn phải tập nhiều lên. Phong cách em điều chỉnh cho sân khấu rất là good, rất là tốt. Chúc mừng em. Dạ nhưng mà chị ơi, từ đây về sau đừng gọi bé Châu nữa nha, Nguyễn Huy nha. Nguyễn Huy. Dạ em chào anh Nguyễn Huy. Dạ. Và cảm ơn rất nhiều ạ. À. Tại vì ở bên trong thì Nguyễn Huy có nhắc là đừng nhắc lại bé Châu nữa. Nguyễn Huy muốn mình là Nguyễn Huy, mình đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ở đây thì Hiếu nghĩ là khán giả cần được biết cái sự trưởng thành đến như thế nào. Cho nên là để giới thiệu bạn đến quý vị khán giả. Châu thì hát tốt đó, để ý mấy cái nốt thấp, cái giọng em dày đó. Nhưng mà cái nốt thấp nó bị tụt. Ví dụ mà em luyến mà em nhắm thì bữa đó mình mệt quá, đừng có luyến. Chứ còn về vấn đề hát là chuẩn lắm rồi. Nhịp nhàng quá chuẩn. Nhàng lên cao, xuống thấp còn ngon lành. Riêng về Kỳ thì Kỳ có cái giọng hát cũng truyền cảm lắm. Vì cái bài này nó có những cái nốt luyến hơi khó với em. Bây giờ anh đang trường. Bạn Kỳ với bài hát này thì em hát chưa có mềm mại, em hát bị cứng. Giữa bài hát và nhạc nó không có bám vào nhau. Nên là anh mong rằng là em biết cách xử lý ca khúc làm sao cho nó mềm mại hơn và nó hòa nhập với bài hát hơn. Và em có cái phong cách rất là dễ thương, sáng sân khấu, rất là dễ thu hút khán giả. Dạ, cảm ơn anh Kỳ rất nhiều. Rồi còn bạn Nguyễn Huy, theo anh thấy là em đeo mắt kiến dễ thương hơn. Mốt đeo mắt kiến đi hát đi. Thương em biết mấy cho vừa, bằng lòng em nhẹ anh đưa em về. Mưa tuôn xối xả tràn trề, một mình em tại tê anh buồn. Đường về nhà em qua phiến đá xanh xao, con đường buồn hun hút mắt em sâu. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa ngâu. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa vước lá trên cao. Lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa xa. Mưa tuôn trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về. Mưa như nước mắt đêm nào, mưa lem mất mắt son rồi mưa ơi. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa lất phất mưa bay. Con đường buồn thiên đá đá xanh xao, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên về nhà em. Mưa ướt lá trên cao,
lưng đôi buồn hun hút gió kêu ca, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa xa, mưa tuôn trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mưa như nước mắt đêm nào, mưa lem mất gót son rồi mưa ơi. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa lớn phớt mưa bay, con đường buồn hiu hắt đã xôn xao, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa nhòa mưa đổ trên cao. Ở vòng dấu ấn cá nhân này thì các thí sinh có quyền lựa chọn các phương thức để tạo cái dấu ấn cá nhân của mình vào trong bài hát mà các bạn thể hiện. Thì Lâm Quốc Khải lựa chọn đưa một cái câu thơ ở phần đầu bài hát để làm mới cái phần hát của mình. Đặc biệt đây cũng là bài hát mà Lâm Quốc Khải rất thích, về mưa. Cái mưa nó mang lại nhiều cảm xúc, đặc biệt hiệu ứng sân khấu, ekip làm quá là đẹp. Hiếu rất là thích vừa rồi, nhưng mà cái sau đó là dọn cũng mệt. Bây giờ chúng ta cùng đến phần nhận xét nha. Ngày hôm nay thì Đan Trường rất là bất ngờ sự cố gắng của Khải. Khải không còn bẽn lẽn, không còn rụt rè, Khải đã biểu diễn thực sự như là một ca sĩ. Rồi hát một thư thái rất là nhẹ nhàng, ngâm thơ phải nói rất là chuẩn xác, không có một chút gì rung rẩy trong đó. Ngày hôm nay Đan Trường có lời khen thứ nhất dành cho Khải. Thứ hai nữa là trước giăng tấu Khải hát hơi bị yếu, sau tới giăng tấu thì Khải làm tốt hơn. Hy vọng là Khải sẽ phát huy cái sự tự tin của mình, sẽ cố gắng nhiều hơn. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Em nói em thích mưa, nếu mà mưa sao chị không thấy em ướt? Mưa mà em chơi em đi vòng vòng ở ngoài làm chị rất là nhức đầu. Chị em ướt nhào vô đây điện giật em chết chị. Chị. Ok, bắt đầu nói vô chuyên môn nè. Thật sự là hai cái câu thơ đầu là rất hay, cái phối âm đậm chất bolero và em hát rất là chuẩn bolero, không có nhựa, không có gì hết. Những cái nốt cao thì em bị lên chưa tới thôi, chứ còn ngoài ra cái gì em cũng đẹp hết. Cuối cùng chị cũng chúc mừng em vì em chọn một bài hát rất là hay. Từ đầu cho tới bây giờ em là một người phải nói là rất là mạnh mẽ cho sân khấu và có rất là bản lãnh cho sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Thật ra chút xíu chị vào vòng mà thay lần nữa chị, chút xíu chị thấy em mạnh mẽ lắm. Em đóng cho ta rất là mạnh mẽ. Đó là một tài năng phía sau nữa. Chị chờ đợi là chị sẽ bất ngờ. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe anh Mạnh Quỳnh nhé. Anh rất là bất ngờ, em hát cái bài này rất là hay. Anh nói thiệt. Give me five đi Quỳnh, give me five. Đánh rumba cái kiểu này nó cũng rất là phù hợp với cái bài này. Cái bài này nó đòi hỏi là cần một cái sự lả lướt, luyến lái chút xíu, em làm được. Có một cái đoạn anh rất là thích, nhưng mà nếu trường hợp như anh là ca thì anh sẽ sử dụng cái câu mà nốt cao, mà cái bài khúc mà mưa rơi trên lá khô, mà em mới luyến lên cao xíu nữa, mưa tuôn trên lá khô mềm đó, nó cho một cái gì nó ướt là ướt luôn, đã mưa mà cho nó ngọt luôn cho đó. Nếu mà quan điểm của anh ca là anh sẽ luyến cái đoạn như vậy đó, nếu mà em làm được tốt thì nó sẽ hay cái bài hơn. Còn nhìn chung thì em hát là anh thấy khoảng được 98-99% là cái bài rất là tuyệt vời. Wow. Chúc mừng em. Cảm ơn Mạnh Quỳnh rất nhiều ạ. Thật sự mà nói là riêng bản thân Hiếu ấn tượng với bài vừa rồi. Ngoài việc những hình ảnh mưa và hình ảnh bạn đi từng bước chân nữa, là còn màn hình LED. Cái thiết kế dàn dựng rất là hay, khi mà những cái cột đèn di chuyển giống như là mình đang đi ngang. Thì anh Vũ Thành Vinh, với phần dàn dựng này và các cảm xúc mà Lâm Quốc Khải mang đến, có làm hài lòng anh hay không? Cũng như anh chia sẻ một chút xíu về những ca sĩ đã trình bày thành công Mùa Mưa Đi Qua trước đó. Anh nói về cảm xúc của anh trước ha. Thực ra là anh rất hài lòng khi một cái sân khấu mà anh làm tối giản đi á, chỉ để gợi cái ẩn dụ thôi đó, thì phải những người có bản lĩnh sân khấu có thể tả được cả cái không gian đó thì Khải làm được. Và anh nghĩ kinh nghiệm cuộc đời Khải, nó có những cái gọi là cuộc sống cơ cực, nhưng mà được cái khi em giao tiếp, em giao lưu, em làm cho không khí nó vui lắm. Anh thích những người như vậy. Trở lại cái bài hát, cái không gian em cũng làm chủ được nó. Thật ra chị Nhung nói đúng, nếu mà đúng á
là sẽ cho em dầm mưa, nhưng mà tại vì anh chia ra rồi bạn sau mới được dầm nên em không được dầm. Nhưng mà ý nói là mưa mà không ướt á, nhưng mà em hát thấy cái sự ướt đó, anh thích cái ướt đó thì rất là khen em. Nhưng mà anh là trưởng đoàn lô tô mà thích mưa là lạ nha. Thích hát về mưa thôi chứ thích mưa là nguy hiểm. Chúc mừng Khải nha. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh. Và với khá nhiều lời khen, mặc dù có những góp ý rất cần thiết để mình có thể thay đổi trong những vòng sau nếu mình có may mắn. Với anh, cái bài này anh cũng nghe rất là nhiều của nhạc sĩ Hà Phương. Thì một trong những cái thế hệ đầu tiên mà tôi nghĩ thành công đó là ca sĩ Thanh Tuyền. Tiếp theo đó thì chúng ta có thể kể đến một cái giọng ca tôi cũng rất là thích là Bảo Yến. Thường phiên bản này thành công với những nữ ca sĩ. Hôm nay Khải cho nó ướt át một chút, không biết là nó có đồng hành với bạn trong cái dấu ấn đó không? Chờ xem. Bây giờ càng ngày thì em có nhiều kinh nghiệm hơn, em hát rõ lời hơn, em hát điêu luyện hơn, em có một cảm xúc rất là dạt dào. Anh nghe em hát mà anh cũng rưng rưng theo, rất là có hồn. Ngày hôm nay thì anh đã thấy Tú Tri rất là trưởng thành. Xin chúc mừng Tú Tri. Xin cảm ơn. Cái này á là chị chia sẻ cái kinh nghiệm của chị cho em. Mình hát cải lương á, mình bước qua ca nhạc á, nó rất là khó. Bản thân chị là một người cũng hát cải lương. Khi mà mình hát ca nhạc, mình hò cũng vậy, hò bên ca nhạc và hò bên cổ. Thì cái câu hò vừa rồi á là em hò theo bên cổ là nó không có đúng. Và những cái nốt mà em luyến lấy á
có nhiều chữ nó về cổ nhạc quá. Em phải cố gắng phân biệt cổ nhạc là ra cổ nhạc mà ca nhạc là ra ca nhạc. Tại chưa có cái kinh nghiệm nên bỏ qua. Em lần sau phải cố gắng lên. Cảm ơn. Thực ra cái bài này nếu mà anh xử lý thì anh có thể hát nhanh hơn chút xíu. Cái này em bị nó hơi bị rề quá. Đối với em, cái lứa tuổi 19, 20 của tụi em mà em đã làm được rất là nhiều thứ như vậy, anh thấy một cái tương lai của em rất là sáng, sẽ là thành công vượt bậc trong cái tương lai. Anh nhìn người không sai. Em rất là đa tài, em đa dạng lắm. Em hát được đủ loại nhạc, cái thứ nào cũng thể xử lý được hết. Nhưng mà nên nhớ là mình hát cái loại nào mình phải nghiên cứu về vấn đề đó thì nó sẽ tốt hơn. Anh xin chúc mừng em. Anh sẽ tên cho em một cái chữ Mỹ ở hai chữ trước. Mỹ Tú Chi. Em cảm ơn anh Vinh ạ. Cái chữ Mỹ nó rất là quan trọng. Với anh nó là đẹp. Em đẹp cả bề ngoài, đẹp cả tâm hồn và đẹp trong giọng hát. Có ba cái chữ đó, anh thêm chữ Mỹ vào cộng thành Mỹ Tú Chi. Hay gì? Em là cảm ơn anh. Anh thấy cái cảm xúc của em nó tốt. Hôm nay anh chấp nhận được một chút rề rà. Tại vì sau khi nghe câu chuyện không thể em nó vô, cái cảm xúc nó rất là đong đầy. Thì đôi khi nó có một chút xíu chảy một tí á. Chút xíu à, để cho cái cảm xúc nó lồn vô trong người ta thì đôi khi cần. Nhưng ở những cái chặng đường sau thì vẫn phải tiết chế cái điều đó. Anh không biết vô tình hay hữu ý nhưng mà em mặc cái bộ đồ hôm nay nó mất vô được cái sân khấu. Chúc em mọi điều tốt lành nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Cuộc đời yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thơm tóc xanh buông lạ lời, nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa hoang mang lạnh ngoài bến vắng. Ơi em về đâu, trọn đời mình luôn nhớ. Ngày đi buồn không nói, chỉ một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên em nghẹn lời. Mai lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình heo hát với tâm tư sau đau kể từ ngày xa cách nhau. Một câu cho vơi nhớ, hay
thiếu trăng cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay tưởng buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách xin gọi đây là một tác phẩm dự thi. Thưa quý vị, chúng tôi tạo ra vòng thi dấu ấn này không mang hàm ý là một dấu ấn nào đó to lớn so với những thế hệ đàn anh đàn chị đi trước. Chúng tôi xem đây là một dấu ấn cá nhân riêng biệt của từng thí sinh. Bây giờ có hồi hộp không ạ? Dạ có chứ. Hồi nãy hát thấy có thỏa mãn với cái khả năng của mình chưa? Nè, lúc đầu thì có hơi hồi hộp trước 4 vị ban giám khảo. Bạn can đảm lựa chọn bài này, một nhạc phẩm sẽ trở thành bài hát chính trong album sắp phát hành của bạn. Và bạn đã can đảm lựa chọn để có thể chinh phục quý vị khán giả. Nhưng anh hy vọng là cũng sẽ chinh phục được ban giám khảo của chương trình. Bây giờ hãy nghe bộ tứ giám khảo nhận xét nha. Cảm ơn anh. Vâng, xin mời ạ. Thứ nhất, nói về cái phong cách đẹp, lạ hơn là tập vừa rồi, chị rất là thích. Về thứ nhì, giọng hát em cũng rất là hay, lạ với cô em luôn, làm cho chị cảm thấy là nó ngạc nhiên này là qua ngạc nhiên kia. Chị rất là chúc mừng em về cái phong cách em biểu diễn, em hát. Còn cái thứ ba, chắc là có thể em mở đầu chương trình em lo quá, em căng thẳng quá, khuôn mặt của em nó không có đi với cái bài hát và nó không có đi với lại cái người bạn diễn của em. Em chỉ bị một cái đó thôi. Còn cái đạo cụ thì quá dễ thương, quá lãng mạn, nhưng mà khuôn mặt của em nó không có lãng mạn được cái này. Em chỉ một cái đó thôi. Cái này là do mình, tại vì mình chưa kịp xây dựng tình cảm hay sao mà để chị Phi Nhung nhận ra là chưa kết nối tốt vậy? Dạ, thì em với chị Tuyết Linh chỉ mới ráp nhau 3 lần thôi. Cái người mà đóng phụ họa đang là vai chị. Ở ngoài đời cũng có bằng chị luôn. Thì bằng chị luôn, nhưng mà tại vì nó đã hoàn hảo cho em rồi. Nhưng mà cái khuôn mặt của em nó không có đi đôi với cái bài hát. Chị nhìn vào đây là em là người diễn viên. Tại sao là em không có ẻo lả, rất là cứng, nó bị căng thẳng lắm. Trời ơi, nó ẻo vậy luôn, nó lả. Có ẻo lả là, đó là cái phong cách. Còn cái khẩu hình và cái khuôn mặt của em á, nó không có đi đôi với cái sự ẻo lả của em. Nghĩa là cái biểu cảm của em đó. Ừ, cái biểu cảm của em. Khi mà mình diễn với một người bạn diễn của mình, không phân biệt tuổi tác. Thí dụ như em diễn với chị có thể đẩy đưa em, chị nghĩ chị sẽ bằng tuổi em thôi. Em sẽ làm rất là đẹp. Nhưng mà giờ chị là giám khảo nên chị không diễn với em được. Hẹn một ngày nào khác chị. Dạ, đó là một phần thiếu sót của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phi Nhung dành cho Huỳnh Gia Đạt rất là nhiều. Và tiếp theo thì anh Mạnh Quỳnh, người mà có lẽ chị Phi Nhung hay đẩy đưa nhất. Khi mà hồi mà chị diễn với anh Mạnh Quỳnh á, anh Mạnh Quỳnh cũng rất là cứng nha. Khi mà hai đứa trước bước lên sân khấu là thiếu điều chưa đánh lộn là may lắm rồi. Nhưng mà khi lên sân khấu là tất cả những cái gì chị là một người nhỏ bé trong vòng tay của anh Mạnh Quỳnh thì mới được khán giả thích tới ngày hôm nay. Vòng tay em nhỏ bé, anh ôm không hết. Ok, cái tốt của em hôm nay á là thứ nhất là cái giọng hát của em. Anh nghe bắt đầu đã có một cái mức độ chín mùi rồi. Rất là truyền cảm, rất là hay. Phong cách thì em lúc nào cũng đẹp rồi, cái đó mình không tính rồi. Nhưng mà có điều anh nghe nguyên một cái bài á, thì anh có vẻ như là em đang say rượu, người ta sẽ mệt. Em cứ là tuổi có em ấy nhiều cuộc đời. Em làm vậy. Đôi môi hồng niềm né sân tình. Tuổi có em anh yêu cuộc đời. Nguyên một cái bài đều như vậy hết. Thì anh chỉ thấy em định coi lại cái vấn đề đó nha. Ít thôi. Quỳnh cho Nhung hỏi nè, say rượu là sao? Tại vì cái cô đó cô quá là lả lướt thì em này nó cũng phải lả lướt theo. Đâu, cái đó cái hình thức đó không phải là lả lướt. Cái này là có thể là cái điệu nhạc đó, nó làm không cái Vinh nghĩ là bạn này cố tình. Cái này say á có nghĩa là
Say tình. Say tình đó. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là không qua mắt được Mạnh Quỳnh, có nghĩa là em đã làm được cái mục đích. Dạ. Người ta đã hiểu em đang say. Đúng. Bạn này bạn muốn cái đó, chỉ còn là hay hay không hay là khán giả cần nhận. Giờ Quỳnh, Quỳnh thị phạm Nhung đi. Yeah. Từ đây các em anh yêu cuộc đời đi. Không, nó đứng lên. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời đã. Yêu đôi môi hồng niềm né son tươi. Vậy thôi. Tốt lắm, rất là tốt. Em hát rất là hay. Nhưng mà có điều anh chỉ góp ý nhẹ như vậy thôi. Dạ. Để mình sửa. Còn cái dấu ấn của em á, người ta sẽ nhớ tới em cái câu là cái câu cuối á. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời đã. Đó, em vừa làm lại cái chưa anh nghe cho đó coi. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời. Dạ. Đó. Ok. Dạ, thật ra là ban giám khảo ơi, cái này là có tính toán hết. Đúng, đúng. Tại vì rõ ràng á, Quỳnh Gia Đạt có nói với Hiếu một câu á, là say men rượu ngày mai tỉnh lại. Say men tình mãi còn say. Cả cái việc thiết kế sân khấu này giống như là việc ảo ảnh nhìn thấy cô gái người mình yêu ở đâu đó. Cho nên là Quỳnh Gia Đạt muốn thể hiện cái phần say đó cho nó ra chất say nhất. Nhưng mà hy vọng là sẽ có khán giả thích mình. Dạ. Và bây giờ đến anh Đan Trường, chuyên gia thả thính cấp độ cao. Ngày hôm nay anh nghe chị Phi Nhung nói là em làm diễn viên. So với vòng đầu hôm nay là em giống như là thoát ra cái bản năng của em. Đi vòng đầu đứng không? Dạng chân như vậy nè mà cứng đơ. Vòng này em làm khác hẳn. Em như lột xác rồi đó. Nhưng mà em dưỡng sức vẫn còn hơi yếu. Giống như em say tình mà say tình hơi nhát á. Với ca khúc Hoàng Phố Khí theo điệu Cha Blue này, các em thể hiện tinh thần rất là tốt. Nhưng mà em say tình thì phải hơi ngông nghênh chút xíu. Anh thì ngược lại với mọi người. Anh Quỳnh thì thích nhẹ nhàng hơn, anh thì làm hết sức luôn. Mãi tới phần sau khi cô gái đi rồi thì em mới giống như là của mình. Nhưng mà về tinh thần thì em làm tốt. Ngày hôm nay thì Quỳnh Gia Đạt đã trưởng thành nhiều hơn và làm cho khán giả sẽ nhớ tới mình. Anh rất thích em. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Còn bây giờ là một phần nhận xét mà em phải hết sức chú ý. Anh lúc nào cũng cười nhưng mà hết sức là khắt khe. Nhưng mà trước tiên thì anh Vinh ơi, rất nhiều khán giả trên fanpage của Solo cùng Bolero có hỏi về sân khấu của mình thiết kế năm nay quá đẹp và quá lạ. Thì anh hãy cho biết vì sao mình lựa chọn cái thiết kế sân khấu như thế này để cho khán giả được biết. Nếu mà chúng ta chú ý sân khấu thì cái vòng nguyệt quế nó ôm trọn lấy sân khấu này, nó biểu tượng cho sức mạnh, sự may mắn và đặc biệt là chiến thắng. Nhưng nên nhớ rằng chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời. Nên anh hy vọng là cái sân khấu mùa năm này các bạn phải là chiến thắng chính bản thân của mình để bước đi vững mạnh trên con đường sắp tới. Khá thú vị là ba giám khảo đều nói được tất cả những điểm mạnh và cũng có một cái điểm yếu của em. Một cái thành công của một cái tiết mục biểu diễn xong á là anh đã để lại dấu ấn cái gì đúng không? Có thể gây tranh cãi nhưng người ta phải nhớ. Thì Đạt á có một cái sáng sân khấu, cái chất lượng nghệ sĩ là Đạt có. Cái thứ hai nữa là hôm nay anh làm chủ được sân khấu, trình diễn như một cái tiết mục em đang diễn trên sân khấu. Anh cảm giác không phải thi nữa, em ngập tâm vô đó. Đó là cái thành công của Gia Đạt ngày hôm nay, dám chọn một cái hướng đi mạo hiểm. Thứ hai là các anh chị nói lột xác thì hơi quá nhưng mà đã lột gần hết và có những vài cái anh chấm nhỏ nhỏ vô. Anh nghĩ đó là một thứ vị. Dù sao anh chúc mừng em có một tiết mục mà đáng để xem. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Vâng, chúc mừng Quỳnh Gia Đạt. Và lúc này chúng ta sẽ cùng chờ xem là với 4 chiếc ghế quyền lực ở trên kia thì có bao nhiêu phiếu dành cho bạn để khẳng định bạn đã tạo nên dấu ấn cá nhân trong Solo cùng Bolero ở vòng này. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vĩnh, anh chia sẻ một chút xíu về những ca sĩ đã trình bày thành công ca khúc này. Ở cái tác phẩm Thuở Ấy Có Em của anh nhạc sĩ Hình Oanh á, có rất nhiều người đã hát bài này, nhưng theo tôi một trong những người đã để dấu ấn, người đầu tiên là người đàn anh, đó là anh Thái Châu. Tiếp đó gần đây có thể kể đến là anh Quang Dũng. Và bây giờ thì chúng ta xem bạn có một cái dấu ấn gì không. Chúng ta cùng đến với phần bình chọn từ phía hội đồng giám khảo. Đầu tiên anh Mạnh Quỳnh đồng ý. Đồng ý. Anh Đan Trường, anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Cảm ơn anh. Hai sự đồng ý từ hai giám khảo Mạnh Quỳnh và Đan Trường, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Cho anh đòi hỏi thêm, anh chưa đồng ý. Trở lại với chị Phi Dung. Cũng rất là khó nhưng mà bỏ cho em một phiếu. Xin chúc mừng Gia Đạt. Với ba sự đồng ý của ba vị giám khảo Mạnh Quỳnh, Phi Nhung và Đan Trường, xin chúc mừng bạn đã để lại dấu ấn cá nhân tại Solo của Bolero. Chúng ta dành một tràng pháo tay vô hình Gia Đạt thưa quý vị. Từ một ngày xa trước, anh đưa em về bóng ngã đam mê. Em
dấu son gót mềm, nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm. Chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái, cho anh một lần anh được gì không, em còn gì không. Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng. Em ơi yêu điêu đi trên đỉnh yêu đương, gió tỏa thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Em ơi yêu đi nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Kể từ sau đêm đó sân vui đại học mất tiếng chim ca, cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa. Em còn gì đâu, và anh còn gì đâu. Xin cho anh thêm một lần nữa thôi, xin cho anh thêm. Một đời thương nhớ. Trên đỉnh mùa đông có lẽ là một trong những ca khúc mà để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng rất nhiều quý vị khán giả yêu mến Bolero rồi. Hôm nay là một phiên bản của Quang Thành. Bây giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe, nhận xét cho tiết mục dự thi của em nhé. Em muốn mời giám khảo Mạnh Quỳnh trước. Em hát bữa nay là cái giọng em rất là đầy, mà nó khỏe lắm, rất là ấm. Anh chỉ có hơi băn khoăn là vấn đề em ca em nó hơi bị nhạt, với lại cái tiếng ca của em nó không có quyện với nhau lắm. Nó hơi bị chinh chinh một cái gì đó. Sắc dốc của này là em là ok rồi, khỏi nói rồi. Chỉ có vấn đề là em chia câu với lại ca cho nhịp nhàng thì em chỉ khắc phục vấn đề đó thôi. Em cảm ơn anh. Trong vòng một thời gian ngắn ngủi mà các em vừa phải hát này, tập cái này, tập cái kia, Mạnh Quỳnh nghĩ là không hiểu tại sao tụi em có một sức mạnh phi thường, tụi em làm được điều đó. Đó là một điều là anh rất là khán phục tất cả các thí sinh có mặt trong cái chương trình hôm nay. Tiếp theo, anh Đan Trường, anh thấy như thế nào với phiên bản Trên đỉnh mùa đông lần này ạ? Không cần phải là khen về cái sự ăn mặc của bạn Thành rồi. Tới vòng này thì bạn có lẽ chững chạc hơn. Nhưng mà Đan Trường đã thắc mắc là sau cái vòng này rất nhiều các bạn trẻ lại chọn những ca khúc hơi khó hát, nó có mang tính chất chiều sâu hơi nhiều. Thứ nhất là bạn Thành hát chưa có bám nhạc, em còn bị lơi vì em quá thông thả. Em muốn thể hiện theo cách nhẹ nhàng, em không muốn bị căng, nhưng mà càng làm như vậy thì nó sẽ không bám nhạc, không chắc nhịp. Nhưng mà bù lại thì em có cách thể hiện rất là trầm ấm, dễ thương. Nhưng mà bài hát này em phải cần học nhiều hơn nữa. Thí dụ như là em hát sửa câu cuối giùm anh, một đời thương nhớ thôi. Xin cho anh thêm một nơi thương nhớ. Em hát vậy tốt hơn lúc hồi nãy. Biết sao không? Tại sao em nén lại vậy? Một đời thương nhớ. Tống ra luôn. Cái đó là cái bí quyết anh muốn chỉ cho em. Cố gắng hát thoát ra. Dạ, em sẽ khắc phục. Bây giờ anh Vũ Thành Vinh đi. Em sẽ diễn chị Phi Nhung lại cho phần nhận xét cuối cùng. Mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Ngày hôm nay, thứ nhất là anh rất là thích Thành chỗ là rất là chỉnh chu, có rất là tôn trọng khán giả. Bước lên sân khấu có sự chỉnh chu. Anh có cảm giác như khi mà hát band live như vậy á, thì anh thấy hôm nay em bị hơi chung chân ở trong cái nhịp. Có nghĩa là em cố tình cho nó chậm lại, nhưng mà rõ là nó không có bám vô được.
thì nó hơi tiếc thôi. Thì anh nói là cái nhịp phải kỹ lại, phải làm chủ hơn. Giọng em thì sáng ấm, nhưng hôm nay có nhiều cái như anh Trường nói, anh có cảm giác em không có chịu thoát nó ra luôn á. Còn tất cả mọi thứ thì em làm rất là tốt, hình ảnh diễn xuất đủ thứ. Rất là cảm ơn Thành với cái câu chuyện của em. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Bây giờ là một quý cô đầy duyên dáng, đặc biệt là hết sức tâm huyết. Xin mời quý cô 18 tuổi. Đầu tiên là Phi Nhung nghe cái câu chuyện của em á, không thua gì câu chuyện của chị. Đối với riêng chị thì 20 mấy năm nay chưa có một cái Noel nào ngồi chung lại với nhau trong gia đình. Chị Nhung thì cũng có một đứa con gái, là hai mẹ con ngồi với nhau để mà chia sẻ món quà cho nhau, chưa bao giờ có. Tết nhất cũng chưa bao giờ có. Tất cả chị đi làm, không bao giờ chị ngưng. Chị có đi làm, kiếm tiền, giúp đỡ mọi người là đối với chị là quan trọng nhất. Nói về cái quan điểm thì thứ nhất là cái giọng người Huế á, hát rất là hay. Nhưng mà hôm nay là em nói là em hát cho chị. Người đàn ông thì hát cho một người phụ nữ thì có thể nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên tai hay là cái gì đó. Em làm đúng với điều này. Thật sự ra là chị thấy em có cảm xúc. Em không giống một ca sĩ nào khác hết. Tại vì em cố tình em hát như vậy. Cái giọng gió quay lên cuối cùng rất hay. Diễn xuất, diễn tả đối với chị thì nó cũng ok thôi chứ chưa có gì hết á. Có cái thác của em á, để diễn với một người phụ nữ á, thì nó cũng chưa có phải ra là đàn ông lắm, vẫn còn là bỉ mị lắm. Không, cái gì Nhung nói thật. Còn những cái lần hơi của em thì tại vì em thủ thỉ thì thầm quá thì nó phải yếu xíu thôi. Chúc em cảm ơn những lời góp ý của chị Nhung. Cảm ơn chị Phi Nhung. Bây giờ là lúc hãy dựa vào yếu tố chuyên môn và những cảm nhận của chị với phần dự thi này để cho quyết định xem là Quang Thành có chinh phục được một điểm trọn vẹn từ chị hay không. Chị muốn em đi lên thêm nữa, có thể là chị 0.75. 0.75 cũng là một con số để giúp thí sinh chúng ta có động lực hơn. Em nói là em hát bài này em mong là cho chị có người yêu. Thật sự chị không phải là không có, nhưng mà cái bóng này nó quá nặng. Nên không thể có được. Mặc dù có vợ gì á, chứ mà nó cái dí nặng quá. Nó chơi cho em thôi chứ thật sự ra thì duyên nợ thì tới thì sẽ tới, mà còn không thì thôi, chứ không có quan trọng đối với chị. Hết hồn. Dạ, nhưng mà không sao, vẫn chúc cho Quang Thành sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nếu như em được may mắn vào vòng trong.
phút diễn tường cuộc tình người thắng ta thua. Còn đây thư tình xưa ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã vì tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn trăm chiều, tầm tay đánh mất người yêu, từ đây ta nhớ một tiết mục hoàn toàn khác lạ với tất cả những tiết mục từ đầu giờ. Và có lẽ tôi phải dành một lời khen cho Dương Huệ đã làm mọi người chú ý đến phần trình diễn này. Nhưng có được đánh giá tích cực hay không, chúng ta phải đến ngay cùng là một thân phận nữ nhi, chị Phi Nhung. Có những nhận xét gì về Dương Huệ với màn hóa thân này thưa chị? Trước tiên thì Nhung khen vũ đoàn Việt Hải dàn dựng rất là đẹp, nâng cái hình ảnh và cái tiếng hát và cái diễn xuất của bạn lên là nhờ cái vũ đoàn Việt Hải. Một lần nữa Nhung xin cảm ơn Vũ đoàn Việt Hải. Vũ đoàn Việt Hải với phần biên đạo của biên đạo Yến Nhung xin được cảm ơn các bạn. Từ đầu cho tới cuối Nhung ngồi ở đây, Nhung thấy một giọng nữ rất là hay và cái ngân rất là lạ. Nhung rất là thích bạn. Bạn diễn rất hay và múa rất là đẹp và dàn dựng rất là kỹ lưỡng. Một lần nữa Nhung xin chúc mừng bạn. Cứ phong cách như vậy bạn giữ cho Nhung. Vâng ạ, em xin được cảm ơn. Cái bài này nó có một phiên bản là bình thường. Nếu mà hát là một phiên bản bình thường thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà đây là một sự mới lạ rất là hay, rất là thành công. Mạnh Quỳnh xin chúc mừng ở cái phần trình diễn của em. Tôi lại chúc mừng một chiến lược nữa của Dương Huệ. Chính Dương Huệ đã muốn phối bài này theo cách hát của nhạc Nhật để mà chinh phục ban giám khảo để tạo dấu ấn của riêng mình. Quỳnh nghe âm hưởng, tại vì bài này thì Quỳnh đã có phối qua cái nhạc Nhật, thì trong đó mình Quỳnh có hát trong cái CD Thương Mãi Một Người, mình Quỳnh có hát rồi, thì mình Quỳnh không ngờ là có một sự trùng hợp rất là thực ra thì bài này em cũng có lên nghe anh Mạnh Quỳnh hát rồi. Đúng rồi. Thì đúng rồi, thì mình Quỳnh nghe nó ủa sao bài này nó có cái e rất là Nhật, giống cái bài của mình vốn hát rồi. Thì nhưng mà mình rất là vui, rất là tán thành cái sự mạo hiểm này, nhưng mà rất là hay. Chúc mừng Dương Huệ, tiếp tục là những lời khen. Anh Đan Trường, cảm nhận của anh như thế nào thưa anh? Bản phối theo phong cách Nhật này thì Đan Trường cũng đã nghe, một vài ca sĩ cũng đã làm rồi. Nhưng đây là bản phối mà Đan Trường cảm thấy rất là thích, vì nó mang cái hơi hướng kịch tính nhiều hơn, dàn diễn viên múa nữa. Đan Trường cứ đang lo là chỉ mới vòng này thôi mà giống như đang xem top 5 đó, sắp hết rồi, thấy làm quá hoành tráng. Vì bạn có thể là một trong những thí sinh hát hay nhất trong chương trình. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Em xin được cảm ơn anh. Mỗi lần mà anh ghi nhiều, anh chê nhiều, người ta cũng lo. Mà anh ghi nhiều, anh khen nhiều, người ta cũng lo nữa thật sự. Bây giờ trở lại với nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh. Tôi rất nhớ Dương Huệ đến từ Hà Nội, rất kiên nhẫn. Anh có một cái ấn tượng, đó là cái sự vượt bậc của em. Những cái vòng vừa rồi ấy, em làm cho anh bất ngờ. Ngay cả khi mà nhận được cái bài này á, anh đã tính cái cách dàn dựng rồi. Tại vì cái câu chuyện của một cô bé này nó có cái chất liệu quá hay. Thì năm nay thật sự mà nói sân khấu tôi tiết chế cho múa lắm, tại muốn các em có cái cảm thụ những cái vòng đầu. Nhưng cái bài này phải dàn dựng như thế nó mới ra được cái câu chuyện. Cuối cùng là khán giả là cái người được hưởng thức cái này. Chúng ta không phải tổ chức cuộc thi để thi với nhau cho nó vui. Nó là một cái tiết mục nghệ thuật mà gửi đến khán giả. Bởi vậy cái màu sắc của cái người làm chương trình phải tính toán rất là kỹ. Đó, nên là tụi em á, khi được tính toán đặt vào, cố gắng đặt hết cái tâm sức của mình. Trở lại thì anh thấy thứ nhất là em diễn cái bài này quá tốt. Cái cảm xúc có sự tiến bộ trong giọng hát. Ngày hôm nay em làm anh rất là lo cái đoạn mà dằn dực em vô là tôi đi trong gió mưa đúng không? Câu đấy rất là hay, nó đúng cảm xúc vô luôn. Nó kịp thời và đặc biệt là cái kết em làm rất tốt. Mọi thứ rất là đẹp. Chúc mừng em tiết mục cuối. Nói một chút về hương tình cũ cho anh nhỉ? Hương tình cũ thật sự là của nhạc sĩ Thanh Sơn á. Thần tượng này thì tôi nhắc là chắc nhiều người cũng thích nữa là Hương Lan.